mang sâu xa, dịu hiền nồng ấm như đôi thiên nga. Tình yêu là thế, nhưng khi vắng người, lúc đông về gió vẫn sắt xe, mắt rừng sầu nhiên. Là một dòng sông trôi đi bao năm, tình đời ngàn kiếp vẫn mãi thăm sâu. Biển sông gành đá hay trên núi đồi, mãi yêu người hay đến với nhau dù tình đã về. Người từ trăm năm qua bao gió trăng, mây trôi âm thầm người mang niềm nhớ. Đêm sầu vườn hồng nay vắng em. Một chiều kia anh đã có em, nhưng dù có buồn che bao niềm nhớ, tiếng lòng ngất ngây tình nồng. Đường vào tình yêu mình mang sâu xa, dịu hiền nồng ấm như đôi thiên nga. Tình yêu gọi mãi tiếng ru náo lòng, lúc đông về gió vẫn sắt xa, mắt rừng sầu nhiên. Lòng dần sớm trôi đi bao năm, tình đời ngàn kiếp vẫn mãi thắm sáng. Miền sông gành đá hay trên núi đồi, mãi yêu người hay đến với nhau dù tình. Thiệt là sốt ruột. Nó đi đâu mà khách khứa sắp đến cũng không chịu về. Lỡ anh Phước dẫn Phượng Thi tới mà không có nó thì mình biết tính sao đây? Không được, phải gọi điện thoại lần nữa bảo nó về gấp mới được. À, chịu về rồi đó hả? Mẹ gọi điện thoại cho ai vậy? Còn ai ngoài con? Con đã nói là về mà. Nhưng mẹ đã nói với con, hôm nay có bác Phước và cháu Thi tới chơi. Tại sao con không ở nhà đi gặp người ta mà bỏ đi đâu mất vậy? Tại con không muốn gặp họ. Lý do? Con không thích cái trò ép duyên cổ hủ đó đâu. Nhưng đây là ý của ba con. Ba con qua đời lâu rồi, có cần phải làm như vậy hay không? Sao lại không? Ba con và bác Phước đã làm tờ hứa hôn, nên con có bổn phận phải kết hôn với Phượng Thi, cho ba con được vui lòng nơi chính suối. Xin lỗi mẹ, con không thể. Con à, con đừng làm cho Phượng Thi thất vọng và bác Phước buồn lòng. Con nên nhớ, lúc ba mẹ chưa sanh con, gia đình mình rất nghèo, cũng là nhờ ba có Phượng Thi giúp đỡ, cho nên mình mới được êm ấm như vậy. Sau đó hai gia đình ly tán bởi chiến tranh, bác Phước đã đi định cư ở nước ngoài. Nay Phượng Thi đang học xong đại học, nghiệp ngành y và trở lại quê nhà, làm tại bệnh viện liên doanh với nước ngoài. Điều kiện như vậy mà chẳng xứng với con sao? Con chưa bao giờ chú tâm tới điều kiện, khi con không thể tự định đoạt duyên phận. Nhưng gia đình ta họ ơn họ quá nhiều, con đừng làm kẻ bội ước dông ân. Nếu muốn trả ơn, mẹ cứ bỏ ra 5-10 triệu hay thậm chí vài chục triệu là xong. Cần gì phải làm theo tờ hứa hôn đó mà áp đặt một duyên kiếp chứ? Con bị tiêm nhiễm lối sống thực dụng quá nhiều, nên cứ nghĩ tiền bạc sẽ giải quyết được tất cả. Con nên nhớ, có những thứ đồng tiền không mua được đâu. Là thứ gì vậy mẹ? Tình nghĩa. Con không tin. Không tin?
bộ con nghĩ bác Phước và Phượng Thi là những người nghèo khổ và thiếu lòng tự trọng, nên sẽ nhận số tiền để đánh đổi lời hứa hay sao? Con nghĩ vậy đó. Mẹ cứ làm theo ý con đi. Nè, con đừng có suy bụng ta mà ra bụng người nữa. Con hay gặp Phượng Thi rồi hai đứa tìm hiểu. Nếu thích hợp sẽ đi tới hôn nhân. Sao, được chứ? Không được, con không bằng lòng. Con đừng dỡ từ chối khi chưa biết mặt người ta. Nếu con đoán không lầm thì mẹ cũng chưa biết mặt cô gái đó. Phải. Vậy nếu cô gái đó mắc lồi, miệng méo, con cũng phải nhắm mắt tuân theo sự sắp đặt của ba con mà cưới cô ta sao? Làm gì mà tệ dữ vậy con? Dù sao người ta cũng là bác sĩ mà. Bác sĩ thì đã sao? Học vị đâu phải là nền tảng để xây dựng hạnh phúc mẹ. Nhưng nó là điều kiện tất yếu giúp người ta thành đạt. Chẳng lẽ những người thiếu tri thức thì không làm gì được hết hay sao mẹ? Làm được chứ con. Nhưng thành quả sẽ bị hạn chế theo sự hiểu biết nông cạn của họ. Có phải mẹ muốn ám chỉ con không? Không, mẹ không muốn ám chỉ con, mà mẹ rất đau lòng vì quá thương con. Thời gian qua mẹ chiều con quá đáng, nên dù lớn khôn, con chẳng nên người làm cho mẹ phải luôn lo lắng. Mẹ lo làm gì khi con chỉ rong chơi, con chưa bao giờ làm gì sai trái. Nhưng con chỉ biết phung phí bạc tiền, đua đòi ăn chơi ngày đêm các bạn. Vậy bán tiền mẹ để làm chi, mà mẹ tiếc rẻ khi con tiêu xài. Mẹ có thể vì con mà hy sinh cả cuộc đời cho con nên người, chứ không phải để con lư. Con xin mẹ hãy để cho con yên, đừng giảng đạo đức làm con nhức đầu. Con có chút việc cần phải đi ngay. Khoan đã, dù muốn hay không, con cũng phải ở nhà gặp cha con bác Phước rồi mọi chuyện sẽ tính sao? Không được, con có hẹn. Với một cô gái nào đó phải không? Không phải. Phải hay không, con cũng phải ở nhà. Con không ở nhà mà con phải đi. Cho con ít tiền đi mẹ. Lại xin tiền. Một ngày nào đó mẹ nằm xuống, chắc con cũng đem bán lần hồi sự nghiệp của cha mẹ để lại mà cho gái ăn hết chứ gì. Con gái người ta là bác sĩ, lại đang làm tại một bệnh viện liên doanh. Còn con học hành gian dở, chẳng chịu làm ăn mà chỉ biết rong chơi, thiệt là xấu hổ mà. Mẹ xấu hổ làm gì? Mẹ cứ đi kiếm tên kỹ sư nào đó rồi đứng ra làm mai cho xứng đôi với cô bác sĩ. Còn con đi theo con đường con tự chọn. Băng, dính băng, đứng lại. Mày đứng lại không? Thiệt là tức chết mà. Dạ chào anh. Chào chị. Dạ cháu là Phượng Thi. Dạ xin chào bác. Chào cháu. Dạ, dạ mời anh và cháu vào ạ. Hơn 10 năm rồi mới gặp là chị, mà trông chị vẫn trẻ như xưa. Anh cũng chẳng khác 10 năm trước. Mời anh và cháu Thi uống nước. Cảm ơn chị. Thật là tiếc á, buổi họp mặt hôm nay nếu có anh Nhà và vợ tôi thiệt vui biết mấy. Ông Nhà tôi qua đời đã hơn 10 năm nay rồi anh à. Bà Nhà tôi cũng đã mất đã lâu. Tôi phải bươn chải dữ lắm á mới sớm hội nhập với cuộc sống ở bên đó. Chứ mười mấy năm ở nước ngoài á, tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn lắm. Điều an ủi cho tôi á là từ nhỏ cho tới giờ, cháu rất ngoan và học hành chăm chỉ. Cháu luôn luôn là học sinh giỏi. Tuy sống cuộc đời gà trống nuôi con, nhưng tôi luôn thấy ấm lòng vì cháu cho tôi sức sống lẫn niềm tin, để tôi thấy đời đang yêu. Con xin ba đừng khen con như vậy, con chỉ đang làm tròn một phần của con thôi. Ba vì thương con phải chịu sống một mình,
còn phải đáp đền ơn sâu. Nghe cháu tổ phận bác thương cháu vô cùng, bởi cháu rất hiền và ngoan. Tôi đoán đứa con trai của chị á cũng ngoan hiền như Phượng Thi vậy à. À, nãy giờ mãi lo nói chuyện với chị mà tôi quên, cháu Vĩnh Bằng đâu rồi hả chị Mai? Dạ xin lỗi anh, hôm nay thằng Bằng phải đi xa để lo công việc cho công ty nên không về kịp để gặp anh và cháu Thi. Nhưng tại sao cháu Bằng không thu xếp công việc để gặp cha con tôi, trong khi tôi từ nước ngoài trở về và đã hẹn trước với chị? Xin lỗi, vì có việc gấp rất quan trọng nên nó phải đi giao tiếp với khách hàng đó mà. Đâu có chuyện gì quan trọng bằng cái chuyện hôn nhân. Nếu là tôi á, tôi sẽ tạm gác mọi việc để gặp mặt người vợ tương lai của mình. Hay là cháu Bằng không hài lòng về cái sự hứa hôn này nên không muốn gặp mặt con gái của tôi? Không phải vậy đâu anh. Xin anh đừng hiểu lầm cháu, và hãy thương cháu mà cho cháu cơ hội khác. Thôi được, bây giờ cha con tôi về, khi nào thuận tiện á, chị hãy gọi điện thoại cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi nè. Dạ, một lần nữa tôi xin lỗi anh. Xin anh hãy niệm tình vợ chồng tôi mà tha thứ cho thằng Bằng, và vui lòng ở lại dùng cơm với tôi. Cảm ơn chị, tôi bận chút việc nên không thể ở lại được. Chào chị, mình về đi con. Dạ, thưa bác cháu về. Chào cháu. Thiệt, con với cái nó báo hại tôi rồi mà. Trời ơi, con quỷ cái này, đi đâu mà tới bây giờ nó cũng chưa về. Để mình trông mình đợi tới mỏi mỏi mòn. Mày mà về tay không, mày chết mẹ mày với tao nè. Ngáp cũng trẹo bán họng. Mẹ nó! Trời ơi! Tại sao anh đập bể đồ đạc vậy? Chẳng lẽ anh không biết muốn có bình trà này tôi phải dùng tiền để mua, và để có tiền tôi phải bán cả xác thân tôi hay sao? Mày mắc cái phong gì mà mới vô nhà mày la dữ vậy? Tiền đâu hả? Tiền gì? Thì tiền mày đi chơi với thằng công tử bột đó. Không có. Nó đâu mà mày? Biểu, biểu ơi, lợi âu yếm chút coi. Làm gì nhột hả? Anh lục soát tới mai cũng không có. Tại sao mày không moi tiền của nó đem về cho tao vậy hả? Quỷ cái! Tại anh không có. Nó không có hả? Mày không biết làm gì cho nó có hả? Thì tao làm cho mày có nè. Có nè. Có nè. Đừng, đừng mà. Tôi xin anh đừng đánh tôi nữa. Đánh mày đau sướng lắm sao? Nhưng chỗ anh đánh tôi mấy hôm trước còn bầm tím nè. Bây giờ anh đánh tiếp nên tôi đau lắm. Đau thì kể mẹ mày chứ. Tao đã nói rồi, mày đi với bất cứ thằng nào mà về tay không hả, thì mày phải bị đòn vậy đó mày biết không mày? Tôi đâu có muốn đi với ai, tại anh bắt tôi đi chứ bộ. Tao bắt mày đi với khách, nhưng mà đi là kiếm tiền gì cho tao, chứ không phải đi đi chơi về về tay không, mặt thấy ghét không quánh nữa à. Nếu vậy tôi ở nhà không đi với ai hết à. Vậy mày vẫn chơi hả? Mày không đi tiền đâu thâu hột.
tao xài hả mày? Vậy chứ tôi kiếm được bao nhiêu anh cũng lấy hết à? Thì tôi lấy gì để gửi cho ba má tôi ở dưới quê chứ? Tao không có cần biết chuyện bất cứ hoàn cảnh nào mày cũng phải đi làm. Mày đi làm rồi mày đem tiền về cho tao để tao có tiền chi dụng. Chẳng những bây giờ mà mãi đến mai sau mày cũng phải theo tao. Đã bao năm qua anh bắt tôi làm như nô lệ, cũng cùng bán tiền và cả xác thân, còn chưa đủ hay sao? Làm sao tao biết bao nhiêu cho vừa với khát vọng của tao. Vậy mày phải ngoan ngoãn vâng lời, nếu không thì phải chịu đớn đau. Nhưng đến hôm nay hơi sức của tôi đã đến hồi cạn kiệt, tôi không thể nào làm theo để hủy hoại cuộc đời tôi. Vậy mày nói gì? Tao nghe lùng bùng cái lỗ tai vậy. Mày nói mày không làm theo lệnh của tao phải không? Phải. Trời. Giỏi quá. Phải nữa hả? Cái tiếng phải nghe thấy ghét không? Thấy ghét à? Ghét. Giỏi. Thôi chút xíu à, mày chống lại tao hả? Phải không? Ai cho phép mày tao đánh mà mày văng qua xa quá vậy? Nói vậy mày phản tao phải không? Hả? Không, không, tôi không dám phản lại anh đâu. Mà tôi lại anh, tôi lại anh, tôi lại anh. Anh hãy buông tha giùm tôi, anh buông tha giùm tôi đi. Lại con đất nữa, lại con đất nữa. Buông tha hả? Tao cho mày biết nha, mày còn nói như vậy hả? Tao, tao gạch nát mặt của mày. Đừng. Cô mày cái này cái gì? Đừng. Anh đừng mà. Anh đừng gạch nát mặt tôi. Mà anh hãy giết tôi đi cho anh thỏa lòng căm tức. Ngu sao giết mày ở tù? Đó là anh đã thi ân bốn đức để giúp tôi xóa bỏ nghiệt quan mà nằm yên dưới đất lạnh muôn đời. Thà vì cõi hư vô mà tâm thân tôi khỏi bị dằn vùi, chứ sống làm chi cứ bị người đày đọa. Sống chẳng ra hồn mà chết cùng vuốt. Đêm đêm quay cuồng giữa những dòng tay, ngày ngày phải mồi chài bao nhiêu lượt khách. Cho đến hôm nay tôi tàn hơi kiệt sức, biết phải làm sao cho anh được vừa lòng. Muốn cho tao vừa lòng cứ làm theo lệnh tao đi. Nhưng tôi đuối sức lắm rồi, tôi xin anh hãy buông tha tôi. Tôi gian anh, tôi lại anh, tôi lại anh mà. Đừng lên đi. Mày có lại nên sói đầu dở trán, tao không tha cho mày đâu. Trời ơi, thương xót bơ vơ giữa thủy thành đầy cám bẫy. Chỉ khoảnh khắc lầm tính mà xa xuống chung lầy. Bơ mơ ơi, cô thấu cho con phải lắm cảnh tình này. Thương xót con đã bị người cưỡng đoạt, mà cả linh hồn cũng xỉu xả từ lâu. Không, tôi không cam tâm để anh lợi dụng nữa đâu. Tôi sẽ trở về quê để sống đời đang sống. Dù gian khổ bao nhiêu tôi cũng đành cam chịu, chứ không ở lại đây để sống cạnh tù đài. Mày đứng lại!
Mày thấy tao la tao ho mày. Nè, muốn đi phải không? Đi cũng được, nhưng mà trả tất cả tiền nợ cho tao. Tôi chưa có. Gì? Chưa có tiền trả nợ mà tính bỏ đi vậy hả mày? Đất nước dở bờ, tôi không thể nào sống với anh được nữa. Chà, nói kiểu này bộ mày tính đi thiệt hả? Phải. Vậy mày có nghĩ là trong lúc mày đi á, cái tự nhiên thôi, tự nhiên có một chiếc xe hơi, hay là tự nhiên có một chiếc xe đạp hay xe hủ lô gì đó, cái nó vô tình nó ủi sau lưng mày, nó ủi tới, rồi cái nghe một cái bụp, chà, hủ lô mà nó cán ngang, nó dẹp lép vậy, cái hình hài của mày nó biến dạng, rồi ba má mày tới nhìn cũng không biết là phải mày không nữa. Tụi mày suy nghĩ gì sao hả? Anh định giết tôi hả? Không có, đâu có giết mày. Ngu à, ngu sao làm mấy cái chuyện lẻ tẻ đó mày. Mày nhìn mặt tao mày không biết tao là ai hả? Đàn anh nha, đàn anh nha mày. Đàn em của tao nó thay thế tao làm mấy cái chuyện lẻ tẻ đó. Tôi sẽ tố cáo anh vì tội mưu sát. Sợ quá, sợ mày tố cáo quá. Chỉ sợ là khi cảnh sát chưa tìm được bằng chứng để kết tội tao thì mày cũng đã yên nghỉ vì lòng đất lành muôn đời. Sao cũng được, miễn anh bị trừng trị thôi. Khó, khó trị anh lắm cưng ơi. Tại sao mà khó trị? Bởi vì nghe tao triết lý nè, khi còn những kẻ sẵn sàng bán rẻ lương tâm và đạo lý đi đổi lấy đồng tiền, thì kẻ có tiền tung ra sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Vì vậy, đơn giản là kẻ phản bội anh phải chết một cách thê thảm, chết cho nỗi ba má nhìn không ra luôn. Là mày á. Tôi không sợ. Mày không sợ xe đụng chết, nhưng mà chẳng lẽ mày không sợ một cái thứ nước mà, ví dụ thôi nghe, nó trắng trắng vậy đó, tự nhiên cái đi ngang mày, cái nó làm rớt ra, cái nó văng vô mặt mày, tự nhiên thôi, cái mặt mày đúng đẹp vậy nè, đó, cái tự nhiên cái mặt mày bị biến dạng, nó đỏ lên ha, rồi cái nó sần sùi lên ha, cái nó gì vậy, tưởng tượng tao còn thấy sợ. Là nước gì vậy? Trời ơi trời, trời ơi, nước đơn giản mà không biết, nước axit. Axit? Ừ. Trời ơi, không, không, xin anh đừng tàn phá dung nhan của tôi. Có thủ sẵn ở đây nè, tao thử cho mày coi coi nó biến dạng cỡ nào á. Mà sợ thấy ghét không? Thí dụ thôi, giận thôi, bây giờ mới thiệt nè. Không đau. Ngộ ha.
Nước lạnh mà không có đau ha. Nước lạnh sao đau được. Cứ tạt axit gương mặt của mày coi như tiêu rồi. Nước lạnh mày ơi, giỡn à? Tôi lại anh, tôi lại anh mà, tôi lại anh, xin anh hãy tha cho tôi, đừng làm hại tôi mà. Anh sẽ không hại em, nếu mà em ngoan ngoãn vâng theo lời của anh. Giận nãy giờ mệt quá. Mấy năm qua vì bị anh bắt buộc mà tôi phải bán mình để kiếm tiền đem về cho anh. Nhưng càng ngày anh xài tiền càng nhiều thì làm sao tôi lo nổi chứ. Khỏi cần lo. Em ra độc chiêu á, em ra độc chiêu em moi thêm tiền của thằng công tử bột đó dễ ở chứ có gì khó. Người ta cung phụng cho tôi quá nhiều, làm sao tôi có thể đòi hỏi thêm nữa. Nữa mới nhỏ nhẹ cái tự nhiên mày nói kiểu đó mới quạo lên rồi. Mày nín đâu mày? Đi liền, đi gọi điện thoại hẹn gặp nó và tìm mọi cách lấy tiền đem về cho tao. Nhanh lên. Thật là quan nghiệp mà. Muốn nói gì nữa đây? Hả? Cái gì kêu hả? Alo. Được, em sẽ tới ngay. Ai vậy mày? Chị bạn của tôi. Nghe điện thoại, hai con mắt sáng rỡ, cái lỗ mũi cà giật, ngoe ngoẩy bỏ đi một nước. Bạn ông nội tao chứ bạn, mày đi đâu đây? Lết theo thân ngu gì ở nhà. Cũng tại tờ hứa hôn đó mà mình lâm vào hoàn cảnh khó xử. Vẫn biết việc hứa hôn là việc cổ hủ, không còn thích hợp với lớp trẻ hiện tại. Nhưng vì tôn trọng ý kiến của ba mà mình đã tới nhà để có cơ hội và tìm hiểu Vĩnh Bằng. Nhưng anh ta đã lẩn tránh, thật là đáng trách. Phượng Thi con. Dạ thưa ba. Sao con ra ngồi ở đây vậy? Con muốn được yên tĩnh để suy nghĩ một việc hệ trọng. Về tờ hứa hôn phải không con? Dạ phải. Vậy con suy nghĩ như thế nào? Con cảm thấy bị hụt hẫng. Vì con là con gái tới tìm người ta trước mà bị họ lẩn tránh. Ba cũng rất bực bội về sự vắng mặt của Vĩnh Bằng. Theo ý con, bước kế tiếp mình phải làm sao? Ba, Con không muốn thực hiện lời hứa hôn đó đâu ba. Tại sao vậy con? Con chê thằng Bằng không xứng đáng với con à? Con chưa gặp Vĩnh Bằng, chưa có cơ hội để tìm hiểu về anh ấy thì làm sao con dám chê khen. Nhưng con có cảm nghĩ tờ hứa hôn đó là sự áp đặt mà trong hôn nhân nếu miễn cưỡng thì sẽ không thể nào có hạnh phúc được đâu ba. Có nghĩa là con muốn xin ba hủy bỏ tờ hứa hôn. Con nên suy nghĩ lại. Tuy thằng Bằng vắng mặt trong buổi hẹn với ba là không đúng, nhưng mình cũng chưa thể khẳng định là nó bận việc thật hay cố tình lẩn tránh. Vì vậy ba xin con hãy cho nó thêm một cơ hội. Ba, làm sao con có thể bỏ qua khi người ta cố ý xem thường mới có hành vi quá vô tình. Đến mình tới nhà mà người ta sai hẹn, chứng tỏ Vĩnh Bằng không chấp nhận sự hứa hôn. Vì vậy con xin ba nên xét lại
ba đừng quá vì một lời ước hẹn mà để Vĩnh Bằng có thái độ rẻ khinh. Tuy ba tôn trọng một lời ước hẹn nhưng ba đâu thể để con thất vọng. Ba phải làm sao cho con được hạnh phúc, con hãy yên lòng và tin tưởng nơi ba. Ba sẽ tìm cách gặp mặt thằng Bằng để tìm hiểu xem ý nó ra sao. Nếu như mà có chẳng thuận tình thì ba sẽ quỷ bỏ sự hứa hôn. Con cảm ơn ba. Ngược lại, ba phải cảm ơn con đã vì ba mà chấp nhận một việc làm hết sức cổ hủ. Ba, nhưng ba đâu có ép buộc con. Ba cho phép con tìm hiểu và sẽ tôn trọng ý kiến của con mà. Phải, ba có hứa với con như vậy. Con đừng băn khoăn gì hết á. Hãy giữ gìn sức khỏe để phục vụ cho bệnh nhân, đó mới là điều cần thiết. Dạ thưa ba, con biết. Mình vào nhà đi con. Dạ. Lệ Phương. Đừng anh, đây là công viên mà. Công viên thì công viên, người ta hôn nhau trong công viên là việc rất thường tình. Giả lại em tới trễ thì phải bị phạt. Ôi dạ. Em sao vậy? À, em không sao. Vậy sao em có vẻ đau đớn? À, là tại tại em vấp té, bị sưng ở vai một chút thôi. Đâu, để anh xem. À, đừng anh. Trời ơi, sao bả vai và tay em bị bầm tím hết vậy? À, em đã nói là em bị té mà. Té ở đâu? À, lúc em đi vì sơ ý nên vấp cục đá và té xuống đường nên vai mới bị thương. Bởi không thoa thuốc nên nó bị tím bầm, nhưng đến nay vai đã hết đau. Xin anh chớ bận tâm làm gì. Hình như là em đang dối lừa, em nói là em té bị thương nhưng anh cảm thấy không phải như vậy. Nếu té thì tổn thương phía trước, đằng này vết bầm ở phía sau. Chắc chắn là có người đánh em, hãy nói cho anh biết rõ đó là tên nào. Em đã nói là do em té chứ không có bị ai đánh hết á. Anh không cần biết do đâu em bị thương, nhưng đã bị thương thì phải đi khám bác sĩ. Theo anh. Thôi mà, em không đi đâu. Tại sao em không đi? Em đã nói là em không sao mà. Có thật không? Thật. Thôi được, vậy em hãy lấy ít tiền để mua thuốc uống nha. Kiếm được bao nhiêu tiền thằng Thắng cũng lấy hết. Đã vậy còn đánh đập mình một cách dã man. Bằng là người duy nhất quan tâm đến mình, ảnh là người tốt, tại sao mình có thể lấy tiền của ảnh để đưa cho tên ba cô đó chứ? Em nghĩ gì vậy? Hả? Không, không có gì. Anh cất tiền đi, em không lấy đâu. Sao vậy em? Không có sao hết á. Tại bữa nay em không có cần tiền. Trời ơi, thấy mà ghét không? Tự nhiên nó đưa tiền mà mày không lấy. Mày không lấy rồi mày về mày chết mẹ mày với tao. Anh nghĩ gì vậy? Anh đang tự hỏi tại sao hôm nay em không nhận tiền của anh cho. Anh đừng hỏi tại sao, mà em xin anh hãy trả lời em một câu hỏi. Em cứ hỏi. Sao anh tốt với em quá vậy? Thì tại vì
anh thương em. Em có gì mà đáng thương chứ? Nếu em không có gì đáng thương thì tại sao em chiếm được tình thương của anh và nhiều chàng trai khác? Họ chạy theo em vì bóng sắc, vì dục vọng mà thôi. Ngoài hai thứ đó ra, anh còn có tấm chân tình cho em đó, em có biết không? Em biết. Và em rất cảm ơn anh vì anh là người duy nhất quan tâm đến em. Trời ơi, trời ơi, không lấy tiền mà nó còn ôm nó còn cắn nhau nữa. Không được, phải cắt đứt cái mối quan hệ không lành mạnh này. Đủ rồi. Hả? Trời, anh Thắng. Anh là ai mà dám xô chúng tôi vậy? Hả? Chẳng những xô mày mà tao còn muốn đá mày chết mày. Mày biết tao là ai không? Anh là ai? Tao là người yêu của Lệ Phương. Người yêu của Lệ Phương? Có phải vậy không? Nói đi, có phải gã này là người yêu của cô không? Hả? Nói cho nó biết anh chính là người yêu duy nhất của Cân đi. Phải không Cân? Phải không? Phải. Vậy còn tôi thì sao? Hỏi lãng nhách. Mày muốn biết mày là gì không? Tao giới thiệu cho mày biết luôn. Mày là thằng ngu. Ngu. Mày là thằng ngu để Lệ Phương làm tiền đem về cho tao thôi. Đúng vậy không? Hả? Đúng. Đúng. Thì ra cô đã lừa dối tôi, chứ chẳng hề yêu tôi. Cô là kẻ đê hèn ti tiện. Vậy mà tôi đã đặt hết lòng tin và yêu cô rất chân thành. Đến khi cháy nhà cô mới trường mặt ra, làm cho tôi quá thất vọng. Chỉ tại tôi quá ngu khờ nên khoác cho gái giang hồ một chiếc áo thanh cao. Đến hôm nay mày đã hiểu rõ nguồn cơn thì mày nên chấm dứt quan hệ. Nếu còn lùi tới làm phiền Lệ Phương, tao sẽ không tha thứ cho mày. Đừng có nói nhiều mà hãy dẫn cô ta đi. Đi thật xa đừng cho tôi thấy mặt. Vì với một kẻ đã lừa dối tôi chẳng liên tiếc một mãi mãi nào, mà tôi chỉ thấy rẻ khinh. Cần nghe nó nói nó rẻ khinh cưng không? Đi về. Đi về với anh đi cưng. Lưu luyến cái gì nữa? Đi về. Tới tổ ấm của tụi mình rồi. Ngồi xuống nghỉ mệt đi cưng. Anh mệt quá. Anh làm gì tôi? Đánh mày chết mẹ mày chứ làm gì. Cưng cái mày khoai. Chết mày chứ mày chưa. Đừng đánh tôi nữa, tôi đau lắm. Mày sợ đau sao mày dám cãi lời của tao? Hả? Tôi dâng lời anh đến gặp anh Bằng rồi. Nhưng hôm nay anh không có đem tiền theo. Nói lâu. Cái thằng nói lâu này đánh nữa nè. Đánh nữa nè. Tại sao mày dám qua mặt của tao? Trong khi thằng Bằng đưa mày sắp bạc, nhưng mà mày không nhận. Trời ơi, đã vậy mà mày còn tặng nó một nụ hôn. Trời ơi. Thì ra anh đã từng gặp và theo dõi tôi. Nhưng mà anh đã từng dặn tôi,
phải mồi chài thẳng bằng những độc chiêu. Vì tại sao đến bây giờ, bây giờ lại hờ ghen chứ? Tao chẳng bao giờ ghen tuông, chỉ căm tức mày vì mày quá si mê, nên không lấy tiền của thằng Bằng đem về cho tao. Tại sao mày dám cãi lời của tao? Có phải mày chán sống rồi hay không? Mày chán sống rồi phải không? Hả? Đừng, đừng mà. Tôi lại anh. Anh đừng đánh tôi nữa. Tôi sợ rồi, tôi sợ rồi. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết mà. Mày phải cắt đứt quan hệ với thằng Bằng, tìm ngay thằng khác giàu hơn, sộp hơn, và làm tiền đem về cho tao. Sao? Tôi có chịu làm không mày? Tôi chịu, tôi chịu, tôi chịu. Tốt. Tôi sẽ làm theo lệnh của anh. Tốt. Tốt. Mình không tin sự việc xảy ra là sự thật. Tuy Lệ Phương là vũ nữ, nhưng đối với mình hình như cũng có chút tình. Vậy sao bây giờ lại trở mặt? Hay là cô ta bị tên Thắng làm áp lực nên phải nói trái với lòng của cô ta? Mình phải gọi điện thoại hỏi Lệ Phương mới được. Lệ Phương, Vĩnh Bằng đây. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Nói thật đi, có ai ở bên cạnh em không? Không có. Tốt, tôi muốn hỏi em một điều mà em phải nói thật. Điều gì vậy? Có phải tên Thắng là người yêu của em không? Tôi đã nói rồi. Nhưng tôi không tin. Có phải vì bị hắn uy hiếp mà em đã làm tiền tôi đem về cho hắn không? Không, tôi không cam tâm làm như vậy. Tại sao cô đối xử tệ bạc với tôi trong khi tôi thật lòng với cô? Xin lỗi, những cuộc tình của gái ăn sương là như vậy đó. Cuộc chơi tới đây là kết thúc. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Alo, alo. Là liễu cán mà. Ai mà gọi vào giờ này chứ không biết nữa. Dạ xin lỗi bác sĩ, em là Hà My đây. Ủa My hả? Dạ. Em đang ở đâu vậy? Dạ em đang trực ở bệnh viện với bác sĩ Cường. Có việc gì mà em gọi tôi giữa khuya vậy? Bác sĩ ơi, một tai nạn giao thông vừa xảy ra, là một người đàn ông bị thương rất nặng, vừa được chở đến bệnh viện. Hả? Tình trạng bệnh nhân ra sao?
người nồng nặc mùi rượu. Nghe nói anh ta chạy xe gắn máy đâm vào đầu xe tải nên bị thương tích đầy mình à. Một chân chắc bị gãy và đang bất tỉnh. Bác sĩ Cường bảo em gọi điện mời bác sĩ tới giúp đó. À, được rồi, tôi tới ngay. Tội nghiệp bác sĩ Thi phải thức suốt đêm để giải phẫu vết thương và chăm sóc cho gã say rượu. Tới gần sáng mới được nghỉ ngơi. Hay là mình cứ để cho bác sĩ ngủ đi, một lát sẽ pha ly khác cho bác sĩ. Hà My, em làm gì vậy? Dạ, em pha cà phê đem vào cho bác sĩ, nhưng em thấy bác sĩ ngủ nên em định mang đi. Không ngờ cái muỗng rớt là bác sĩ thức giấc. Dạ, em xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Rồi bây giờ em định không cho tôi uống cà phê phải không? Dạ không phải, nhưng tại em thấy... Tôi thức rồi và đang thèm cà phê của Hà My đây. Vậy em mời bác sĩ. Cà phê Hà My pha ngon lắm. Dạ cảm ơn bác sĩ đã khen. À, bệnh nhân bị tai nạn giao thông hồi hôm tỉnh chưa em? Dạ chưa. Em tìm được tung tích nạn nhân chưa? Dạ rồi ạ. Em tìm được ở đâu? Dạ trong bóp anh ta có bằng lái xe tên là Hà Vĩnh Bằng. Hà Vĩnh Bằng? Dạ phải, nhưng chỉ có địa chỉ chứ không có số điện thoại. Bằng lái xe của anh ta đâu? Dạ đây nè. Bác sĩ, bác sĩ sao vậy? À không, tôi không sao. Bác sĩ có quen với người này hả? À, thật tình thì tôi chẳng có quen và cũng không hề biết. Nhưng gia đình hai bên rất là thân thiết. Và đã có lần tôi đến nhà viếng thăm mà không hề gặp mặt Vĩnh Bằng. Cho nên địa chỉ và cả số phone tôi có ghi vào trong sổ tay nè. Vậy em xin bác sĩ hãy gọi điện cho người thân biết để viếng thăm và làm hồ sơ thanh toán các khoản tiền của cả cấp cứu vừa qua. Em hãy thay tôi gọi đến nhà Vĩnh Bằng thông báo sự tình cho bà Mai. Bà Mai? Phải, đó là mẹ của Vĩnh Bằng. Em hãy nhắc bà tới đây gặp tôi gấp nha. Dạ dạ. Đây là đâu? Tại sao mình nằm đây? Chân mình đều bị băng. Tại sao mình bị thương vậy? Mình nhớ ra rồi. Chỉ vì quá buồn quá giận Lễ Phương mà mình uống rượu say rồi chạy xe. Mình cho xe phóng rất nhanh. Và khi tới một khúc quanh, vừa thấy hai đèn pha của một chiếc xe hơi lóe lên là mình không còn biết gì nữa. Có ai không? Cho tôi hỏi thăm một chút. Có ai không? Ông tỉnh rồi hả? Ông muốn hỏi gì vậy? Tôi đang ở đâu đây? Dĩ nhiên là bệnh viện. Và ông vừa thoát chết. Tại sao các người không để cho tôi chết đi? Tôi thiết tưởng những động vật nhỏ bé như kiến hay muỗi còn muốn sống. Ông là con người, tại sao lại muốn chết? Cô biết cái gì chứ? Tưởng là trong lớp áo trắng đó cô trở thành thiên thần hay sao? Tôi đang cần sự giải thoát mà các người cứu tôi làm gì? Trên đời có nhiều cách để tồn tại. Tại sao lại buông xuôi khi đối mặt nghịch cảnh? Tôi không còn cách nào khác. Tìm sự giải thoát bằng cách tự giết mình để trốn trách nhiệm, đó là hành động rồ dại của một kẻ hèn hạ. Do đâu mà cô nói tôi tự giết tôi?
Vì tai nạn xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của người tài xế, mà chính ông đã uống rượu say rồi phóng xe gắn máy lao đầu vào chiếc xe tải. Nhưng người tài xế đã lách kịp để tránh đường, nên xe của ông chạm nhẹ vào thành xe. Ông chỉ bị thương và mạng sống vẫn còn. Nhưng người tài xế chưa qua cơn hoảng loạn và đang bị truy cứu về tai nạn này. Nếu như ông không biết quý trọng mạng mình thì đừng làm phương hại cuộc sống của người ta. Cô là ai mà nói như giảng đạo? Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này. Nhưng mà tại sao cô nói quá nhiều? Vì anh chính là bệnh nhân của tôi. Dù cô là bác sĩ, tôi là bệnh nhân, cô cũng không nên nói theo cái kiểu lên lớp đó. Vì tôi là bác sĩ nên bệnh nhân đau ở đâu tôi trị ngay ở đó. Anh là trường hợp đặc biệt. Đối với anh, chẳng những tôi trị vết thương ở thể xác mà còn phải điều trị luôn sự tổn hại ở tâm hồn. Thú thật, trị bệnh cho anh chắc tôi phải đòi tăng thêm tiền quá. Tiền tiền, các người lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Ôi da đau quá. Hãy cẩn thận, vết thương chưa hồi phục mà nóng giận như vậy thì không tốt đâu. Tốt xấu mặt tôi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Hãy để cho tôi yên. Tôi thành thật báo cho anh một tin buồn. Anh là bệnh nhân của tôi, từ đây anh sẽ nghe tôi nói dài dài. Tôi cũng thành khẩn báo cho cô một tin không vui, là tôi không muốn nghe cô nói. Bác sĩ Phượng Thi, nếu không muốn nghe tôi nói, anh hãy cố gắng dưỡng bệnh. Khi lành mạnh, anh sẽ xuất viện và tất nhiên là sẽ không còn nghe tôi nói nữa. Tôi tưởng một người vừa thoát chết như anh càng phải biết trân trọng sự sống. Hãy suy nghĩ những gì mình làm sai để tự sửa đổi và không lầm lạc nữa. Hãy sống cho người thương mình, chứ đừng quá ích kỷ. Tấm thân của anh là do ba mẹ anh ban cho, thì anh không được quyền hủy diệt nó. Nếu anh đau một, những người thương anh còn đau đớn gấp trăm lần. Anh có biết không? Anh biết không? Tôi không biết, tôi không biết. Nghe cô nói tôi nhức đầu quá. Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Cô đi đi. Nếu không, tôi sẽ xin chuyển sang bệnh viện khác ngay lập tức. Cô nghe rõ chưa? Cô. Đỡ quá. Đi rồi đỡ. Dạ, dạ bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi hỏi thăm. Dạ, cháu chào bác. Ủa, thì ra là cháu Thi. Ơi, cháu Thi ơi, có phải cháu ra cấp cứu cho thằng Bằng không? Dạ phải. Dạ cháu mời bác ngồi. Ôi, cảm ơn cháu. Tình trạng của thằng Bằng ra sao rồi hả cháu? Dạ, xin bác yên tâm. Anh Bằng đã tỉnh và có thể... Cháu có thể nói rằng đã qua thời kỳ nguy hiểm. Vậy à, còn vết thương? Dạ, ảnh bị gãy chân trái, bị thương khá nặng ở tay trái và bị xây xát nhiều chỗ trên người. Vậy à, trời ơi, như vậy nó có bị tàn tật hay không cháu? Dạ không sao đâu bác à, chỉ cần điều trị và tĩnh dưỡng khoảng 2-3 tháng chắc sẽ được bình phục. Cảm ơn cháu, bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu vui lòng cho bác đi thăm nó đi. Dạ được. Bác ơi, cháu xin bác hứa với cháu một điều. Điều gì vậy cháu? Dạ thưa bác, khi gặp anh Bằng, cháu xin bác đừng nhắc đến tờ hứa và đừng nhận cháu là người quen. Phương Thi ơi, có phải cháu còn để tâm về chuyện tới nhà viếng thăm mà thằng Bằng lại đi biệt dạng, khiến cho cháu bị hụt hẫn trong lòng, nên cháu đã giận thằng Bằng. Vì hiện giờ anh Bằng bị trọng thương, cần phải chữa trị một thời.
thời gian. Vài tranh băn khoăn hay xúc động trong lòng thì nhắc chuyện cũ làm gì. Nhưng nếu bây giờ mà không nhắc lại, bác còn cơ hội nào đây? Khi người ta muốn, cơ hội tất sẽ đến. Bằng ngược lại, miễn cưỡng cũng chẳng ích gì. Bác hiểu, và bác hứa sẽ tôn trọng ý kiến của cháu. Bây giờ xin cháu cho bác tới thăm nó đi. Dạ được, mời bác theo cháu. Tìm sự giải thoát bằng cách tự giết chết mình để trốn tránh trách nhiệm là hành động rồ dại của một kẻ hèn hạ. Tôi tưởng một người vừa thoát chết như anh lại càng phải biết trân trọng sự sống. Hãy suy nghĩ những gì mình làm sai để tự sửa đổi và không lầm lạc nữa. Hãy sống cho người thương mình, chứ đừng quá ích kỷ. Tấm thân của anh là do ba mẹ anh ban cho, thì anh không được quyền hủy diệt nó. Nếu anh đau một, những người thương anh còn đau đớn gấp trăm lần. Anh có biết không? Anh biết không? Bằng ơi! Bằng ơi! Con có sao không con? Mẹ! Sao mẹ biết con ở đây mà tới vậy? Bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ. Sao họ có số phone của mình? Mẹ không biết. Nhưng vì đâu mà con ra nông nỗi này vậy Bằng? Con bị tai nạn giao thông, nhưng bác sĩ nói con không sao đâu. Mẹ đừng có lo. Bác sĩ có nói cho mẹ biết gì bệnh tình của con? Bằng ơi! Nhưng khi mẹ nhìn thấy con mang nhiều vết mà trong lòng mẹ quá đớn đau, may mà con đã qua hồi hiểm nguy, bằng ngược lại chắc là mẹ phải theo con, chứ mẹ đâu thể ở lại. Nhưng con ngu si quá, con điên rồ quá, con không xứng đáng được mẹ ban cho tình thương bao la như biển trời dời dợi. Kể từ khi ba con qua đời, mẹ miệt mài làm việc và tảo tần nuôi cho con đến ngày khôn lớn. Vậy mà con là đứa con bất hiếu, chỉ biết giành lấy niềm vui mà để lại đau buồn cho mẹ. Rồi trong khoảnh khắc bi quan, con lại toan hủy diệt đời mình chỉ vì một phút si tình nồng nôi. Nhưng mẹ ơi, hôm nay con đã biết khóc, và những giọt nước mắt con rơi để thay lời sám hối trước hành động cuồng ngông không đáng được thương tình. Không đâu Bằng ơi, mẹ vẫn thương con như thể thương mình. Nhưng mẹ đã cho con quá nhiều mà cho đến bây giờ mẹ có nhận được gì đâu. Mẹ vì thương con nên đã chiều con, đang ly ra con phải làm sao để đáp đền ơn mẹ. Vậy mà con đã lợi dụng tình thương đó để mãi biết tri quan làm tổn hại cuộc đời mình. Nghe con nói mẹ mừng lắm, nhưng bây giờ con đừng nghĩ ngợi gì hết. Hãy
hãy ráng lo tĩnh dưỡng cho vết thương mau lành. Còn mọi việc con làm, dù đúng hay sai, cứ để sau này rồi sẽ tính. Thì đã tới giờ phút này mà mẹ không phiền trách. Mẹ vẫn một lòng yêu mến đứa con hư. Đứa con đã vì một cô gái bất lương mà để nén cay tạo hành vi sai trái. Nhưng khi đứng giữa ranh giới của sự sống chết, con mới biết hận mình đã làm mẹ đau buồn. Mẹ ơi, kể từ đấy con sẽ sửa sai, con phải đổi thay để mẹ đừng buồn khổ. Và không để cho mẹ mang niềm u uất là đã nuôi con mà chẳng nên người. Nay mai đây khi con bình phục xong, con sẽ ở nhà để lo toan cùng mẹ. Con sẽ phụ mẹ chăm lo cơ sở, không để mẹ bận lòng lo lắng vì con. Trời ơi, rõ ràng là con của mẹ đã thay đổi thật rồi. Con đã nói những lời như vàng như ngọc mà bao nhiêu năm rồi mẹ mới được nghe. Nếu con làm được như lời con nói, mẹ sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ hãy tin tưởng là con sẽ làm được như vậy. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã cho mẹ niềm vui. Nhưng con thắc mắc một điều. Con thắc mắc điều gì vậy? Bác sĩ điều trị cho con tên Phượng Thi. Còn Phượng Thi con của bác Phước cũng là bác sĩ. Vậy hai người này có phải là một không hả mẹ? Không phải đâu con. Chỉ là sự trùng tên thôi. Chứ bác sĩ Thi ở bệnh viện này không phải là con của bác Phước. Nhưng sao con hỏi như vậy? Thấy trùng tên con hỏi cho biết vậy thôi, chứ con chẳng quan tâm đâu. Sao con không thử quan tâm tới một người nào đó cho mẹ được vui lòng? Tại con không thích. Sao, anh thấy khỏe chưa? Nè, đây là thuốc sáng nay của anh đó. Anh có thể uống chung một lần, nhưng phải uống sau khi ăn. Cô Hà My ơi, có gì cần anh cứ nói. Sao hôm nay bác sĩ Thi không đến thăm bệnh? Tôi không rõ, nhưng nếu bác sĩ Thi không tới, cũng có bác sĩ Cường khám bệnh cho anh mà. Nhưng tôi thích được bác sĩ Thi chăm sóc hơn. Tại sao vậy? Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng hình như cái lối chữa bệnh của cô bác sĩ hay nói đó thích hợp với tôi. Anh nói bác sĩ Thi đó nhiều ạ? Chẳng lẽ tôi nói sai? Phải, anh đã nói sai, vì bác sĩ Thi rất ít nói mà chỉ nói những điều cần thiết. Vậy sao? Phải. Cô nhận xét về bác sĩ Thi như thế nào? Đó là một bác sĩ rất tốt. Tốt như thế nào? Bác sĩ Thi vừa có tiền có tài mà không kiêu căng, lại giàu lòng nhân ái. Lòng nhân ái thì ai mà chẳng có. Nhưng mà biết thương xót bệnh nhân và chữa bệnh cho họ bằng cả trái tim. Như bác sĩ Thi thì không phải là bác sĩ nào cũng làm được đâu. Chẳng lẽ bác sĩ Thi làm được như vậy? Tất nhiên. Không lẽ bác sĩ Thi chẳng cần tiền? Tiền thì ai mà không cần. Nhưng bác sĩ Thi chỉ kiếm tiền trong phạm vi lương tâm và trách nhiệm. Có phải vì cảm tình riêng mà cô đã ca ngợi người bác sĩ đó? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Tôi chỉ nói thật lòng thôi. Ngay như mẹ tôi cũng là người từng thọ ơn bác sĩ. Thọ ơn như thế nào? Anh biết không? Lúc tôi được tuyển dụng vào làm tại bệnh viện này một thời gian, thì mẹ tôi lâm trọng bệnh. Trong khi gia đình lâm vào cảnh tình thật là khốn khổ, nếu không nhờ bác sĩ Thi hết lòng giúp đỡ, thì chắc mẹ tôi không thể nào được hồi sinh sau cơn bệnh kinh.
sĩ Thiên là một lưỡng y có ý đức vẹn toàn. Dù bệnh nhân đó sang giàu hay nghèo khó, bác sĩ cũng tận tình chữa trị như nhau. Bác sĩ Thi chính là một tấm gương để chúng tôi noi theo và kiên trì tiếp bước. Vì trong ngành y cũng có nhiều cái đắng, nếu không thiết tha thì đã dễ xa rời. Nhưng kể từ ngày làm việc với bác sĩ Thi, tôi càng thấy yêu một ngành nghề cao quý. Tôi quyết hiến thân để góp phần xóa dịu cho người bệnh không còn chịu cảnh đơn đau. Biết đâu vì cô là y tá, là người quen thân nên bác sĩ Thi mới đối xử tốt như vậy. Bác sĩ Thi đối với mọi người đều như nhau. Có rất nhiều bệnh nhân thiếu viện phí, bác sĩ Thi đã cho tiền để đóng. Nè con anh, nếu mà khi xuất viện mà lỡ thiếu tiền thanh toán thì đừng có ngần ngại mà hãy tìm bác sĩ Thi nha. Ở giữa thời buổi kinh tế thị trường, khi sự kinh doanh được đặt lên hàng đầu và có đôi khi lấn át cả thiên chức, mà có người tốt bụng như vậy sao? Chào anh. Chào bác sĩ. Tôi cứ tưởng hôm nay bác sĩ không tới thăm bệnh chứ. Vì bận chút việc nên tôi vào hơi trễ. Sao? Chắc hôm nay anh đỡ nhiều lắm rồi phải không? Có đỡ nhưng không nhiều. Sao vậy? Tại vì tôi mắc đến hai thứ bệnh, một ở thể xác và một ở tâm hồn. Nhưng người bác sĩ thay cô, họ chỉ cho tôi các thứ thuốc để điều trị vết thương, còn căn bệnh ở tâm tư thì bị bỏ ngỏ. Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ về tâm lý. Nhưng cô đã từng tư vấn về tâm lý cho tôi rất tuyệt. Bằng nghe tất cả những lời tuy tìm ẩn chân tình nhưng cũng rất khó nghe, vậy mà cô đã gieo vào lòng tôi một ấn tượng khó quên, giúp tôi thay đổi cách nhìn về lẽ sống của tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ là hôm đó anh rất bực mình, đã trách tôi nói nhiều và nặng lời đuổi xuống. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại và cảm thấy mình đã sai lầm, nên xin rút lại những lời mà tôi đã nói ra. Ấn tượng khó quên, thay đổi cách nhìn về lẽ sống, rút lại những lời đã nói. Tôi có nhìn lầm người và nghe lầm lời anh nói không? Tôi vẫn là Vĩnh Bằng, và những lời tôi nói đều xuất phát tận đáy lòng và hoàn toàn chân thật. Nhưng tại sao cô nghĩ là mình đã nghe lầm? Tại vì Vĩnh Bằng hôm nay khác hẳn với Vĩnh Bằng hôm qua. Thằng Bằng hôm qua đã chết. Chết vì men cai, vì sự vô thức, để quên đi một cái gì không muốn nhớ. Không, nó chết để chôn vùi sự bê tha hư hỏng và để quên đi đoạn đường nhơ nhớp mà nó đã đi qua. Còn hôm nay, nó đã được hồi sinh và sẵn sàng làm lại tất cả, dù phải đối diện với sự nghiệt ngã và cả với lương tâm. Phải. Động cơ nào giúp anh làm được như vậy? Tôi sẽ nói khi nào thuận tiện.
Còn bây giờ thì sao? Tôi muốn cô là bác sĩ duy nhất chăm sóc cho tôi. Anh lại mâu thuẫn với anh rồi. Anh rất sợ nói nhiều, mà tôi thì... tôi thì lại hay nói. Nhưng bây giờ tôi lại thích nghe cô nói. Tại sao? Vì tiếng nói của cô giống tiếng chuông, có thể đánh thức những linh hồn đang say ngủ. Nếu người say ngủ đã thức, thì những âm thanh thánh thoát đó sẽ biến thành nốt nhạc lời thơ, giúp kẻ u mê thấy đời không đáng ghét. Nếu tôi từ chối? Tôi biết cô là bác sĩ giàu lòng nhân ái, cô không nỡ để cho bệnh nhân mình thất vọng đâu. Điều đó thì không thể. Cảm ơn cô. Tôi chưa nói hết. Xin cô cứ nói. Tôi có thể khẳng định, cho dù anh không thích tôi làm bác sĩ riêng của anh, nhưng với anh hay bất cứ ai, nếu là bệnh nhân của tôi sẽ điều trị cho người đó với tất cả lương tâm và trách nhiệm. Đại Phương ơi! Làm gì đó cưng? Em lập rau để nấu canh cho anh ăn. Trời ơi, giỏi quá. Canh với rau nè. Đó, xuống đó mà lượn lên. Ai ăn cơm mà nấu canh? Làm ơn. Thôi rảnh đi mua thuốc về cho con đi bà nội. Tôi hết tiền rồi. Hết tiền thì mua thiếu, mai mốt rồi trả chứ gì đó vậy. Mai mốt trả? Anh có biết là tôi mua thiếu quá nhiều và hẹn không biết mấy cái mai cái mốt, nên từ lâu rồi người ta không có bán chịu cho tôi nữa. Ai kêu mày hẹn dứt khoát vậy? Ta nói thí dụ thôi. Mày làm sao mà có thuốc cho tao á thì... Trời ơi, tao khổ quá mày ơi. Làm sao tôi có tiền mua thuốc cho anh, trong khi tôi đang mang thai và tôi cũng không làm ra tiền nữa. Đang thương mày khi mày nhắc tới cái thai, cái tao giận liền. Không nói thì thôi, mày nhắc cái thai thì tao càng thêm ưa gan. Bởi vì nó chính là của nợ tao biểu, mày hãy phá bỏ đi, mày còn giữ lại làm chi. Để đến hôm nay khi bụng mày lớn lên thì tao càng tàn mạn. Mày nằm ở nhà bảo cô tao chẳng làm được một xu. Anh đừng quá đáng, khi đứa nhỏ này là giọt máu của anh. Tao không tin tưởng đứa nhỏ trong bụng mày là con ruột của tao, mà tao nghĩ nó là con của thằng Công Tử Bột. Tôi chia tay Vĩnh Bằng và chúng sống với anh, mà con của anh bằng được sao? Cái việc đó thì mày biết, thằng Bằng biết, trời đất biết, cái làm sao tao biết được. Anh là một thằng tồi nên lẩn tránh thôi. Chứ anh dư biết cái bào thai này là phúc nhục của anh. Vậy mà anh luôn tìm cách để làm khó dễ tôi. Nếu nói thật lòng thì tôi với anh đâu có tình chồng vợ. Anh vì tham tiền nên bắt buộc tôi phải bán đứng xác thân. Anh đã bắt tôi đến dưới anh Bằng để bòn rúng tiền bạc, rồi sau đó cũng chính anh buộc tôi phải đoạn tuyệt. Và tôi đã dâng theo lời anh còn muốn gì nữa đây? Nếu mà...
mày vâng lời tao? Tại sao tao kêu mày đi phá thai rồi tiếp tục đi quyến rũ mấy thằng cha nhà giàu để kiếm tiền cho tao mà mày không chịu? Hả? Tại vì tôi là mẹ, tôi phải bảo vệ con tôi bằng bất cứ giá nào, cho dù cha của nó là ai. Nhưng mà tao không cần con, mà tao chỉ cần có tiền. Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Nghe lời anh đi cưng. Không, không bao giờ. Cuộc đời tôi đã tan nát hết rồi, tôi chẳng còn gì ngoài ý thương này. Nếu tôi vì tiền mà giết hại con tôi, thì tôi đã trở thành con thú giống anh rồi đó. Cái gì? Mày mới nói tao là con gì? Con thú hả? Thú mà biết đánh. Đánh mày nè. Chửi tao hả? Chết mẹ. Chết mày chưa? Khóc nổi chưa xỉu quá. Đá cho mày xỉu luôn. Làm bổ xỉu. Đá nữa. Đá nữa. Mừng anh, có thể nói chân của anh đã được bình phục. Tất cả là nhờ Phượng Thi, cô đã cứu tôi thoát chết, lại còn giúp tôi trị lành các vết thương. Tôi thành thật cảm ơn cô. Cô là người ơn mà suốt đời tôi ghi nhớ. Có gì đâu, tôi chỉ ráng làm tròn bổn phận của người thầy thuốc thôi. Kể từ ngày mai, anh hãy tự tập đi. Tôi sẽ không tới khám bệnh và tập đi cho anh nữa. Không, cô hãy tới nữa đi. Bởi vì chân tôi chưa bình phục đâu, mà nó còn đau lắm. Ôi da, đau lắm. Sao vậy? Anh thử đi lại cho tôi xem. Tôi đi không nổi. Ủa, tại sao lạ vậy? Không biết sao cái chân của tôi bỗng nhiên đau nhói lên, làm tôi đi không được. Thôi, anh chịu khó ngồi xuống đi, để tôi khám lại xem. Quả thật, tôi thấy chân của anh đã bình phục rồi, mà sao anh lại kêu đau dữ vậy? Có phải anh giả bộ đau để gạt tôi không? Tôi nói thật đi, có phải anh nói dối tôi không? Nếu tôi nói dối, mà trong lời nói dối đó nó có tiềm ẩn sự chân thành, thì Phượng Thi có tha thứ cho tôi không? Anh nói gì tôi không hiểu. Cô sẽ hiểu khi tôi nói rất thật là tôi không muốn hết bệnh. Sao lạ vậy? Có bệnh nhân nào mà không muốn hết bệnh đâu. Tôi là kẻ ngoại lệ. Tại sao? Vì tôi sợ khi tôi hết bệnh, cô không tới thăm và tôi không còn gặp cô nữa. Chẳng lẽ anh muốn trở vào bệnh viện để được gặp tôi? Tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi nào để được gặp Phượng Thi. Gặp tôi? Gặp tôi để làm gì khi anh đã hết bệnh? Để mỗi ngày tôi được ngắm Phượng Thi, thấy Phượng Thi cười và nghe Phượng Thi nói. Anh Bằng, chắc anh nghĩ tôi giống những cô gái đã đi qua đời anh, nên anh định giở trò với tôi phải không? Cô nghĩ là tôi giở trò? Phải. Tôi mà giở trò với Phượng Thi được sao? Trời ơi, nếu có thể thì ngay bây giờ tôi sẽ xé toạc cả lồng ngực ra để cho Phượng Thi nhìn thấy trong trái tim tôi đang chứa chan bóng hình của một người con gái mà 3 tháng trôi qua tôi đã trọt tôn thờ.
thẳm sâu đâu dễ phai mờ. Vì tôi đã yêu rất là tha thiết, dù tự biết rằng mình chẳng đáng được yêu. Vì người ta quá thanh thiện cao siêu, còn tôi giống như cánh bướm lạc loài, đã hơn một lần dương dấn bụi đường xa, nên khi nói ra mà lòng đầy mặt cam. Xin lỗi vì đã hiểu sai về anh, nhưng dù anh có cảm nghĩ như thế nào thì anh cũng đừng quên anh là bệnh nhân, còn tôi là thầy thuốc. Điều đó thì tôi không quên, nhưng xin Phượng Thi hiểu cho, con tim cũng có lý lẽ riêng của nó. Nhưng con tim đó đã có lần rạn vỡ, cho đến bây giờ chắc chưa xóa được niềm đau. Và khi mà vết thương ở tâm tư chưa kéo liền giá, vậy mà người ta đã nói lời yêu khác, thì có phải là người đó có quá nhiều khát vọng, nên yêu rất nhiều mà tình chẳng hề vỡ. Vì vậy mà người ta định ban pháp cho tôi đi tìm sự lãng quên sau lầm tuyệt vọng. Anh biết không? Và nếu lời tôi nói đúng là sự thật thì rất là diện giống khi xây đắp mộ của mình. Vĩnh Bằng ơi, tôi khuyên anh hãy sát hồi tâm để làm cho được những gì anh đã hứa. Tôi cũng mong anh đừng quan tưởng nữa, hãy sống thật với mình thì tình mới lên ngôi. Anh xin thề chẳng bao giờ dám dối gạt em. Anh rất chân thành khi ngỏ lời với em. Lần đầu tiên trong đời anh yêu rất thâm sâu. Quan tâm đến tôi, nhưng tôi rất tiếc mà báo cho anh biết là tôi đã có người chăm sóc. Nghĩa là sao? Tôi đã có vị hôn phu. Đã có vị hôn phu? Phải. Vì vậy mà tôi xin anh hãy quên tôi đi. Quên? Phượng Thi ơi, làm sao mà anh quên em cho được? Không được cũng phải được, vì anh là người đến sau. Nếu anh đã là người đến sau thì Phượng Thi cứ kể như anh chưa nói gì hết. Mặc dù không có Diễm Phúc làm người bạn đời của em, nhưng anh vẫn yêu em và mong ước em tìm được hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chào anh. Chào em. Phượng Thi ơi, tại sao anh gặp em muộn màng để phải làm kẻ đến sau như vậy? Kìa, Bằng ơi, con sao vậy? Mẹ ơi, con đau đớn lắm. Vết thương đã lành, tại sao con còn đau? Tại vì con vừa ngỏ lời với Phượng Thi, nhưng con bị từ chối. Phượng Thi có nói tại sao không? Cô ấy nói cô ấy đã có vị hôn phu,
nên con tuyệt vọng lắm. À, trước khi tuyệt vọng, con hãy xét lại lòng con, xem con có thành thật yêu Phượng Thi không? Dạ có, con yêu rất thật lòng, và chưa bao giờ con yêu nhiều như vậy mẹ à. Con, vậy thì con hãy hy vọng đi chứ, sao lại thất vọng? Sao mẹ nói như vậy? Bởi vì Phượng Thi mới có hôn phu, tức là chưa kết hôn, thì con có quyền hy vọng. Nhưng Phượng Thi trong sáng quá, còn con thì u tối quá. Nếu có hy vọng cũng rất mong manh. Bằng à, sao con lại tự ti như vậy? Con của mẹ rất thông minh và có chí khí, con chỉ ham chơi một chút. Nhưng nếu con biết chừa bỏ tật xấu và chí thú làm ăn, thì mẹ tin rằng con chẳng kém thua ai. Mà mãi đây con sẽ thành công, sẽ xứng đáng với Phượng Thi, và sẽ vẹn tròn ước mơ. Nếu hôm nay con chán nản như vậy, không tự mình vươn vai đứng dậy để cạnh tranh công bằng, làm sao chiếm được Phượng Thi? Vì mẹ thương con, mẹ muốn con hết u buồn, nên mẹ nói cho con vui, nhưng con càng thấy đau lòng. Bởi Phượng Thi hiểu rõ tư cách của con, là đứa con trai chỉ biết ăn chơi, xác thân dương dân bụi trần, làm sao cô ấy yêu con? Vậy con hãy mạnh tay vũ sạch bụi đời và kiên trì theo đuổi Phượng Thi. Mẹ ủng hộ con tới cùng và tin con sẽ thành công. Con phải mang ra tất cả nghị lực để sửa sai và làm lại từ đầu. Con quyết tâm cạnh tranh công bằng để chiếm cảm tình của Phượng Thi. Tốt lắm, vậy bây giờ con hãy tự đi đi, đi đến nơi nào mà con muốn tới, đi đi con. Dạ. Chào chị Mai, mời chị vào. Dạ, chào anh. Mời chị ngồi, mời chị uống trà. Dạ, cảm ơn anh. À, cháu Thi không có ở nhà hả anh? Cháu đi làm chưa về. Sao, có chuyện gì mà chị nói là không tiện trao đổi qua điện thoại và phải gặp tôi vậy? Dạ, đó là việc hôn nhân của thằng Bằng. Hôn nhân của cháu Bằng thì sao? Thưa anh, một lần nữa tôi thành thật xin lỗi anh về việc anh đưa cháu Thi tới nhà mà thằng Bằng vắng mặt. Hôm nay tôi đến đây để xin anh thương tình mà cho thằng Bằng thêm một cơ hội. Tôi đã dành cơ hội tốt cho cháu Bằng, nhưng chỉ tại cháu không chịu nắm lấy. Tôi hiểu đó là sự dại dột của thằng Bằng, nhưng lúc đó nó là đứa chỉ biết ăn chơi. Còn bây giờ nó đã sửa sai và đang có chuyển biến tốt. Xin chị nói rõ hơn. Thưa anh, thời gian qua thằng Bằng không còn rong chơi mà đã thay tôi điều hành việc kinh doanh. Vì có chủ tâm nên không quản nhọc nhằn, ban ngày đi làm, tối thì đi học.
để lấy cho được bằng cử nhân tinh học và quyết dựng lên cho xứng với một người. Nhưng do đâu mà có sự đổi đời, chỉ ai là người đã làm cho cháu đổi thay? Dạ, đó là một cô gái đã cứu thằng Bằng thoát chết và chăm sóc cho nó tới lúc bình phục sau một tai nạn giao thông. Rồi sau đó làm cho nó chuyển biến và nó đã yêu cô gái đó tha thiết. Nếu cháu Bằng đã có người yêu thì chị còn tới đây nói chuyện hôn nhân của cháu để làm gì? Thưa anh, bởi vì người yêu thằng Bằng chính là Phượng Thi. Là Phượng Thi? Dạ phải. Vậy cháu Bằng có biết Phượng Thi là... Dạ không. Thằng Bằng chỉ biết cháu Thi là bác sĩ điều trị cho nó. Còn cháu Thi do xem giấy tờ tùy thân lúc thằng Bằng hôn mê nên hiểu rõ thằng Bằng là người có tên trong tờ hứa hôn. Nhưng cháu Thi dặn tôi giấu kín thân phận của cháu. Sau đó thằng Bằng có ngỏ lời nhưng cháu Thi từ chối và có nói là đã có vị hôn phu, khiến thằng Bằng rất đau đớn. Nhưng vì quá yêu cháu Thi và nó quyết tâm chờ đợi. Vậy mà con Phượng Thi nó không nói nên tôi không có biết. Từ khi con Phượng Thi từ chối, chị thấy hai đứa nó có liên hệ gì với nhau không? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như là không có. Vì vậy tôi xin anh hãy tạo cơ hội cho hai cháu gặp nhau một lần. Nếu anh thương tình và cháu Thi không chê thằng Bằng thì xin anh tác hợp cho cháu. Bằng ngược lại, tôi sẽ bắt thằng Bằng lặng lẽ quay đi và chẳng bao giờ dám làm phiền anh. Và chúng ta sẽ từ bỏ lời hứa hôn kia, những ơn nghĩa của anh dẫu đến mai sau cũng không phai nhạt. Cho dù tớ duyên hai cháu không thành, tôi vẫn ghi khắc trong lòng. Xin chị hiểu dùm tôi, chỉ có cháu thì nó là lẽ sống của tôi. Tôi phải làm sao cho nó vẹn nguyện và được hạnh phúc trọn đời, chứ không thể nào đáng tâm áp đặt để cho con mình khổ đau. Dạ anh nói đúng lắm. Tờ hứa hôn chỉ nói lên sự mong muốn của hai đấng thân sinh, còn tình cảm của hai cháu phát sinh như thế nào, đó mới là sự quyết định. Thôi được, tôi sẽ hỏi ý kiến Phượng Thi. Nếu nó thuận tình, tôi sẽ đưa cháu tới nhà chị một lần nữa. Dạ, dạ cảm ơn anh lắm. Kìa Bằng, con đi đâu vậy? Con đi ký hợp đồng với một đối tác rất quan trọng. Mẹ đã nói với con rồi, sáng nay cha con bác Phước sẽ tới thăm, bộ con quên rồi sao? Con nhớ, nhưng con bị tai nạn đã lâu và đã bình phục thì còn thăm viếng gì nữa. Con đừng trách bác Phước, vì bác ở nước ngoài mới về, bác gọi điện thoại tới thăm mẹ mới biết việc không may của con, chứ không phải bác ở Sài Gòn tới bây giờ mới đến thăm con đâu. Con hãy ở nhà để tiếp người ta cho phải lẽ chứ. Rất tiếc, con bận lắm. Con đứng lại đi. Lần trước bác Phước tới con đã đi vắng, lần này người ta tới thăm con thì con nói là con bận việc. Nói thật đi, có phải là con không muốn gặp con gái của bác Phước hay không? Con đành phải thú thật là như vậy. Lý do? Con không nói có được không hả mẹ? Không được, con phải nói thật cho mẹ biết tại sao con không muốn gặp con gái của bác Phước. Tại vì con đã yêu, đã ngỏ lời và bị từ chối, nên con cảm thấy con không còn yêu ai được nữa. Vậy con gặp gỡ cô gái đó làm gì? Dù gặp một lần cũng khó xử cho con. Chẳng lẽ con thẳng thắn chối
tư, nhưng mà con không thể nào chấp nhận, vì trong lòng con đã ghi khắc một bóng hình. Dẫu con vô duyên không kết được duyên tình, nhưng mà con vẫn nhớ mãi không quên. Con được trọn quyền chối từ hay tiếp nhận, mẹ không bắt con làm trái với lòng mình. Con cứ gặp người ta như những khách thông thường, hãy chiều mẹ một lần có được hay không? Xin lỗi mẹ, bây giờ lòng con rối rắm lắm. Con không muốn gặp ai hết. Con phải đi. Xin lỗi, có phải bác là... Là bác Phước đó. Con chào bác. Chào cháu. Kìa, Phượng Thi, sao em lại tới đây? Bởi vì Phượng Thi chính là con của bác Phước. Là con của bác Phước? Vậy sao lúc ở bệnh viện mẹ nói là... Mẹ chỉ nói theo ý của cháu Thi thôi. Tại sao vậy Phượng Thi? Tại vì em nghĩ anh biết em trẻ hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Sao cũng được. Gặp lại em anh mừng quá. Cảm ơn em đã tới nhà anh. Chắc anh đã hoàn toàn bình phục. Hơn thế nữa là anh đã được hồi sinh, và tất cả là nhờ em đó. Anh Phước ơi, chắc tôi với anh phải sang phòng bên để nhường nơi này cho bọn trẻ nó nói chuyện. Không cần đâu. Xin mẹ và bác Phước hãy ngồi lại đây. Con sẽ mời Phượng Thi ra vườn trò chuyện cho mát mẻ hơn. À, cũng được. Vậy con mời Phượng Thi ra vườn qua đi. Mình đi đi. Con đi nghe bác. Anh ơi, anh buông tay em ra đi. Anh làm em bị đau rồi nè. Xin lỗi em. Gặp em anh mừng quá nên không còn biết gì hết. Thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm. Muốn mời em đi chơi thì không dám. Muốn gọi điện thoại cho em cũng ngần ngại. Trong mơ anh thấy em, mà lúc tỉnh khi nhắm mắt lại thì linh hồn anh đã vẽ chân dung của người con gái đã làm anh mong ngài gặp gỡ. Nay đã gặp em thì ngẩn ngơ nhìn em, xinh đẹp vô cùng, tươi như cánh hoa hồng, đã làm cho tim anh xao xuyên và tha thiết yêu như chưa yêu bao giờ. Em là mơ ước của anh, đến mai sau vẫn là mơ ước, thì vẫn dưng chi để phải đau sầu. Bao ân tình xin hãy lãng quên. Làm sao anh đi bôi xóa bóng hình em ở trong tim mình, anh yêu say đắm dẫu bao năm anh cũng đợi chờ. Chờ đợi làm gì khi em đã có vị hôn phu? Chỉ là hôn phu thì chưa kết hôn, và đương nhiên anh có quyền hy vọng chứ. Anh tự tin lắm hả? Tất nhiên, nếu sống trên đời này mà đánh mất lòng tin thì chẳng làm nên tích sự gì hết. Vậy sao trước kia? Trước kia khác, bây giờ khác. Bắt đầu từ hôm nay, Vĩnh Bằng sẽ vào cuộc. Anh định làm gì? Theo đuổi người anh yêu. Nhất định phải làm như vậy hả? Phải. Cuộc đời anh không thể thiếu người con gái đó. Nếu sự việc xảy ra không như mong muốn, anh sẽ đau khổ trọn đời. Nhưng nếu người anh yêu tìm được hạnh phúc, anh sẽ quay đi và cam tâm gánh chịu.
hoặc là ngốc nghếch. Anh sẵn sàng làm tên ngốc nghếch, làm kẻ dại khờ, nhưng chỉ với một người thôi. À, để cho cuộc cạnh tranh được công bằng, em có thể kể cho anh nghe về anh chàng hôn phu của em. Gã đó có mấy đầu mấy tay và mấy trái tim mà chiếm được tình cảm của Phượng Thi vậy? Anh ấy cũng là người bình thường, tuy có chí khí nhưng vì vô tâm mà bị trượt ngã. Bị trượt ngã? Nhưng ngã ở đâu? Ngã vào đời và rơi vào vũng lầy đam mê tâm tối. Nhưng sau đó anh ấy đã ăn năn sám hối và quyết rồi bỏ dặm đường công để đắp xây cuộc sống sau này. Anh đã chắc chiêu từng tiếng thời gian để làm lại từ đầu, và đáng chấp lại từng mảnh niềm tin bị vụn vỡ sau những năm dài ngụp lặng giữa cuồng say. Tuy kết quả còn ở ngoài tầm tay, nhưng em tin rằng anh ấy sẽ thành đạt. Anh biết không, vì em sẽ luôn luôn kề cận để giúp đỡ cho vị hôn phu em sớm được vẹn nguyện. Hoàn cảnh của anh ấy chẳng khác gì anh, nhưng anh ấy may mắn hơn anh là có em để sớt chia tất cả nỗi niềm. Còn anh, anh không có ai hết. Anh cần người cổ vũ, dìu dắt hay tiếp thêm sức mạnh? Không, anh không cần dựa vào ai hết, mà anh sẽ vươn lên bằng sức lực của mình. Con đường tương lai dù lắm chông gai, nhưng anh sẽ miệt mài, anh sẽ nhanh chân đi về phía trước, đi tìm lại một người mà anh đã trót yêu. Bởi vì bóng hình đó dù tiềm ẩn trong anh, nhưng chỉ hiện hữu khi nào anh thành đạt. Còn bây giờ đây tuy là kề cận, nhưng mà tay anh chưa thể kết nên dòng. Chúc anh sớm toại nguyện. Còn bây giờ em xin phép. Phượng Thi ơi, có chuyện gì với anh? Xin em đừng lẩn tránh anh nữa. Em có biết anh làm tất cả vì em không? Nếu em biết thì sao hả anh? Một ngày nào đó, nếu em thấy anh trở thành người có đủ độ tin cậy để em trao gửi cuộc đời, xin em hãy nhấc máy điện thoại và ấn số. Anh sẽ chạy tới tặng em một đóa hoa hồng và mong em hãy nhận lấy. Có được không hả em? Sao tôi
lạnh 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 cái con khỉ. Nông nực cái mụ nội mà cứ ru lạnh ít lạnh nhiều hoài. Tôi ru con mà anh cũng la nữa sao? Chứ ai biểu mày ru mà nó khóc hoài vậy? Tại nó nóng mấy ngày nay, tôi không có tiền mua thuốc cho nó nên nó mới khóc chứ. Trời ơi, nó bệnh hoạn khóc lóc. Tao mà còn thiếu đô nè, nói gì nó. Anh là thứ độc ác. Tiền tôi đi làm về để dành mua thuốc cho con, anh cũng lấy đi mua hàng trắng để hút hết hết à. Cho nên nó mới đau nặng như vậy đó. Thì tất cả là cũng tại mày. Tao biểu mày gửi nó cho ai đó đặng đi làm, tại sao mày không chịu nghe theo lời của tao? Rồi bây giờ nói tao ác độc, chỉ tại mày làm cho tao mạt. Sao bây giờ lại trách phiền tao? Con mới sanh có hai tháng trời thì đem gửi cho ai? Để cho tôi đi làm đấy chứ. Còn anh cuối ngày ăn hút phây phây. Tao đã nói mày phải làm gì thì hãy nghe theo lời tao. Nếu mày muốn sống để nuôi con thì chớ dại khờ mà chống đối lại tao. Mày phải gửi con của mày và đi làm kể từ ngày mai. Anh đừng có ép buộc tôi. Tôi không có tiền, biết gửi nó cho ai? Mày làm sao tao không cần biết, mà mày phải làm theo lệnh của tao nè. Vậy thì anh cứ giết chết tôi đi, chứ tôi biết làm sao cho vừa ý anh bây giờ chứ. Ý ý có rồi. Có rồi nè. Có cái gì? Có tiền. Tiền ở đâu? Ở đây. Ở trong cái đứa nhỏ này nó chui ra nè. Còn anh điên hả? Con còn nhỏ, làm sao làm ra tiền cho được chứ? Vậy mà nó chính là thần tài của tao đó. Anh nói gì tôi không hiểu. Xem đi. Này, cái mẫu tinh này nè, thấy không? Đó, báo đăng tin thằng công tử bột của mày sắp thành hôn với bác sĩ Phượng Thi đó. Đó là chuyện của họ, liên quan gì đến mẹ con tôi? Tại sao không liên quan? Họ mà sắp thành hôn thì tao phát tài. Nghĩa là sao? Nghĩa là mày bồng thằng nhỏ này tới nhà thằng Bằng, nói với nó là con của nó, và bảo nó nếu muốn được yên đi cưới bác sĩ Phượng Thi nào đó thì đưa cho mày số vốn ít thôi, cỡ chừng 30 triệu vậy đó. Bằng không mày sẽ quậy cái đám cưới nó tan tành. Không, tôi không thể nào làm như vậy được. Thôi mà, anh năn nỉ cưng mà, đừng có bướng bỉnh nữa. Chọc giận hồi lắm đập nữa bây giờ. Nghe lời anh đi cưng. Nếu như mà em thương con của em và thương anh, em sẽ làm được tất cả. Tại sao? Tại vì nếu làm xong phí vụ này, em sẽ có tiền chữa bệnh cho con và giúp cho anh vượt qua cơn vật và kinh hoàng. Chẳng lẽ em cam tâm đưa mắt nhìn anh lâm cành nguy nàng? Anh xin em hãy trọn tình vẹn nghĩa mà chấp nhận làm theo ý của anh. Chỉ cần em du không gả cuồng si,
là em sẽ có trong tay 30 triệu. Hai chúng ta sẽ cùng nhau thụ hưởng anh, không để em phải chịu thiệt thòi. Bây giờ em hãy đi ngay đi, hãy xem như đứa con kia là vũ khí, để bù cả tình nhân gánh phần trách nhiệm. Anh tin là hắn sẽ ngoan ngoãn chung tiền. Khốn kiếp! Tự nhiên đánh ta. Mày là thằng bất lương bỉ ổi, mày đã phá hoại cuộc đời của tao. Giờ bắt tao vu cáo để mà tống tiền, đem về cung cấp cho mày. Tao đã bán mình cho mày hưởng thụ, bây giờ mày định lợi dụng cả con tao. Nhưng mà tao không làm kẻ ti tiện để cho mày được tội nguyện. Dùng con của mình để tống tiền người ta, mày nên biết là mày không thể nào chọn lựa, mà mày phải làm như tao sắp đặt. Tao đã nói là tao không thể, nếu không vừa lòng thì mày giết tao đi. Mày là vợ tao, làm sao tao giết mày? Em ơi, hãy ngoan ngoãn vâng lời của anh. Tao đã nói không thì mày chớ nên nói gì. Nếu mày còn cãi lời thì phải rời xa con. Trả lại, trả con tao lại cho tao, trả con tao lại. Không trả. Tao cố kiếp, mày đang làm gì con tao? Trả con cho tao. Giao nó cho người khác nuôi được không? Không, mày không được quyền chia cắt mẹ con tao. Trả con tao lại cho tao. Trả cho mày nè, trả mày nè. Mày mới kiếp quá, tao sẽ đi tố cáo mày và mày ở tù đó. Thì okay. Mày hù tao ở tù hả? Muốn tìm được chứng cớ để đưa anh vào tù thì khó lắm cưng ơi. Nhưng mà nếu cưng làm được việc đó thì sẽ không bao giờ cưng gặp được con đâu. Bởi vì khi anh vô tù thì đàn em của anh sẽ không tha thứ cho cưng. Hơn nữa, tụi nó sẽ về tận dưới quê để hỏi thăm sức khỏe của ông già, bà già và cả mấy đứa em của cưng nữa đó. Nè, hôn hôn thì đừng chống lại tao. Mày sẽ xa con mày mãi mãi đâu, nghe rõ chưa? Đừng, trả con tôi lại cho tôi. Trả con tôi lại cho tôi trước đi. Được, con của mày đấy. Tôi nhìn cho con tôi, nó còn nhỏ quá, nó đâu có biết người đánh bán rẻ nó chính là cha ruột của nó. Mày nói sao? Tao mà là cha ruột của thằng nhỏ này à? Không phải anh thì còn ai chứ? Nhưng mà làm sao biết nó chắc chắn là con ruột của tao? Tôi thôi anh Bằng, trở về với anh mới mang thai nó. Nhưng mà mày đi lại giữa hai thằng đàn ông thì lấy cái gì chứng minh nó là giọt máu của tao hả? Con ngon thì đi thử máu đi. Anh đi thử máu đi, anh sẽ biết nó là con của ai. Tao không thử. Cần gì thử? Chẳng cần thử máu cũng biết chắc chắn một điều, nó không phải là con của tao. Đồ tôi. Chửi nữa lại tao đá rồi bây giờ. Con làm mà không dám chịu. Thôi được, đứa nhỏ này là con của tao. Mày không có quyền gì với nó hết. Lại nhảy hoài. Mày đừng có lại nhảy nữa, nghe rõ chưa?
cứ trả lời dứt khoát là mày có chịu làm theo ý của tao không? Nói đi, nói đi để tao tính toán một lần cho nó xong chuyện. Tao bằng lòng làm, nhưng với một điều kiện. Cứ nói. Đây là lần cuối cùng. Sau khi tao làm xong, mày phải buông tha cho tao. Điều kiện đơn giản vậy thôi đó mà. Buông tha cưng mà. Như vậy thì uổng lắm. Mày không chịu, có chết mà cũng không làm. Từ từ, làm gì quyết định sớm vậy? Thôi được, anh chấp nhận. Nếu sau đó mày trở mặt thì sao? Gì? Trở mặt hả? Anh đâu có phải mất uy tín dữ vậy. Nhìn mặt anh nè, anh là một kẻ giang hồ. Khi anh đã hứa, nhất định anh sẽ giữ lời. Nhưng mà em đừng quên là phải có 30 triệu đồng thì em mới được buông tha đó nhé. Kìa, Lễ Phương, cô tới đây làm gì? Tìm anh đó. Tìm tôi để làm gì? Giải quyết hậu quả. Hậu quả? Hậu quả gì? Đứa con này nè. Liên quan gì tới tôi? Liên quan rất mật thiết, vì nó chính là con của anh. Con của tôi? Cô điên rồi hả? Làm sao tôi có con với cô được? Anh đừng chối quanh. Bởi vì tôi từng quan hệ với anh, nhưng chúng ta đã nói lời chia tay. Đâu phải chia tay là xong xuôi mọi việc. Vì ngay lúc đó tôi đã mang thai, nhưng tôi âm thầm sanh dưỡng đứa con. Cho tới bây giờ mới đến tìm anh, anh phải nhận lãnh trách nhiệm làm cha. Cô hãy im ngay đừng vũ quan gia hòa. Tôi đâu phải là kẻ ngu khờ mà nhận đứa trẻ này là con của tôi. Cô về ngay đi, đừng tới đây gây sự. Khi chúng mình đã dứt khoát từ lâu, nên tôi khẳng định chẳng có trách nhiệm gì. Nếu mà anh cứ khăng khăng chối nhận, thì tôi sẽ nhờ tới chính quyền. Tôi nhất quyết đòi lại công bằng cho đứa nhỏ này có một người cha. Khoan đã, cô kia, đứng lại đã. Xin lỗi, bà có phải là... Tôi chính là mẹ của cái thằng mà cô cho là vô trách nhiệm đó. Bác ơi, xin bác hãy xót thương con và cháu nội của bác. Tại con nghèo quá không đủ tiền nuôi con, nên con mới đến đây kiếm anh bằng. Chứ nếu con có tiền, con không dám làm phiền ảnh đâu. Vào nhà đi. Vào nhà rồi sẽ nói. Kìa mẹ, sao mẹ bảo cô ta vào nhà? Chứ con định ở ngoài này, đôi cô chứ cả phố hay biết hết hả? Nhưng con vô can. Đừng cãi lời mẹ, tất cả vô nhà đi. Cô ngồi đi. Dạ. Cô tên gì? Dạ, Lệ Phương. Vĩnh Bằng. Dạ. Con phải nói thật, con có quen biết cô gái này không? Dạ có. Vậy có phải cô gái này đã làm cho con đau khổ, và đó chính là nguyên nhân
dẫn đến tai nạn giao thông không? Tai nạn gì thưa bác? Người đặt câu hỏi không phải là cô. Dạ, cháu xin lỗi. Trả lời mẹ đi, có phải đúng như vậy hay không? Dạ đúng. Vậy đứa nhỏ này chắc chắn không phải là con của con. Sao con biết? Vì con với Lệ Phương đã chia tay từ lâu. Nhưng ngay lúc đó em đã mang thai, và tới bây giờ con mới được 2 tháng tuổi. Anh cứ nhẩm tính thời gian coi có phù hợp hay không. Chẳng cần tính, vì nó không phải là con tôi. Nó là con trai hay là con gái vậy? Dạ, là con trai. Đâu, đưa cho tôi xem. Kìa mẹ, mẹ xem nó đây làm gì vậy? Con im đi. Cô cho tôi xem mặt đứa nhỏ. Dạ. Nó cũng dễ thương lắm. Hình như nó cũng hơi giống thằng Bằng hồi nhỏ. Nè, nếu quả thật đứa nhỏ này là con của thằng Bằng thì cô ẵm nó tới đây với mục đích gì? Bác ơi, con chỉ cầu xin anh Bằng hãy thương tình. Giọt máu của mình mà sẵn lòng nhận trách nhiệm làm cha. Vì 5 tháng qua rồi, con đã âm thầm sanh dưỡng đứa con. Trong khi người cha vì quá vô tâm mà không hề hay biết, cho nên đứa con phải chịu bơ vơ thiếu vắng tâm tình. Nhưng kể từ đây nó không còn sống đời cơ cực. Nếu nó đúng là xa vào cảm bẫy của người ta, bởi vì con không phải là cha của đứa bé này. Chính con xác nhận có quan hệ với Lệ Phương, và nếu tính từ ngày con chia tay với Lệ Phương rồi bị tai nạn giao thông đến nay thì thời gian rất phù hợp với độ tuổi của đứa bé. Nhưng con khẳng định nó không phải là con của con. Đừng chối cãi nữa. Mẹ còn lạ gì cái tánh phong lưu của con vào thời gian trước. Cho dù bây giờ con sắp thành hôn, cũng không thể từ chối trách nhiệm trước hậu quả mà con đã gây ra. Con biết nói sao cho mẹ hiểu con bây giờ chứ? Bằng à, tốt hơn hết là con đừng nói gì nữa, mà hãy ngồi đó nghe mẹ nói. Còn Lệ Phương, cứ nói thật, cô muốn gì đây? Bác cho phép con nói thật. Nói đi. Vậy con xin bác giúp cho con một số tiền để dành nuôi cháu của bác. Bao nhiêu? Dạ, 30 triệu. Bộ cô muốn tống tiền hả? Để tôi gọi cảnh sát. Khoan đã, con để cho mẹ nói chuyện với Lệ Phương một chút có được không? Dạ được. Lệ Phương, cô có nghĩ đòi hỏi của cô là quá đáng lắm không? Dạ thưa bác, con biết. Nhưng con chỉ xin bác một lần thôi, rồi sau đó con sẽ về quê và không bao giờ làm phiền bác nữa. Có nghĩa là sau khi nhận tiền, cô sẽ đem đứa nhỏ về quê luôn? Dạ phải. Như vậy thì đâu có được. Tiền thì tôi có thể cho cô, nhưng cô phải giao đứa nhỏ lại cho tôi. Không, con không thể nào giao con của con cho bác được. Cô à, cô thật quá tham lam, lại chẳng biết nghĩ suy. Đứa nhỏ cô muốn giữ, lại muốn được cả tiền, nhưng làm sao tôi bỏ bê đứa cháu?
cho nó sống kiếp nghèo khổ nổi trôi. Tôi phải bắt cháu của tôi. Mà bắt đứa nhỏ này làm sao nói với người ta, chẳng lẽ thú nhận là con đã có con. Chỉ vì biết anh sắp lập gia đình nên tôi tới trước để khỏi phiền về sau. Cô nói vậy là sao? Còn sao nữa, trước khi anh cưới bác sĩ Phượng Thi nào đó, tôi ẵm con của anh tới xin anh một số tiền để nuôi nó. Nếu anh đáp ứng, tôi sẽ đem con đi xa. Bằng ngược lại, chắc anh biết tôi sẽ làm gì rồi chứ. Cô hăm dọa tôi à? Tôi không muốn đòi hỏi anh đâu, nhưng tại tôi cùng đường rồi, không làm như vậy tôi cũng không sống được. Cô im đi. Cô đừng hòng đem những giọt nước mắt cá sấu đó ra để lung lạc tôi và mẹ tôi. Anh nghĩ sao cũng được, chỉ có trời mới hiểu được hoàn cảnh của tôi thôi. Chỉ tại vì, tại vì... Vì sao cũng được, nhưng tôi không cho cô mang đứa nhỏ này đi. Bác định bắt con của con thật sao? Tôi không thể nào làm khác hơn được. Nếu nó ở với tôi, nó sẽ được sung sướng và được ăn học đàng hoàng. Còn cô nuôi nó, tương lai của nó như thế nào chắc cô cũng đoán biết. Không, con không thể nào giao nó cho bác được. Chào bác. Khoan đã, cô đừng đi. Hãy tạm ở lại đây để suy nghĩ thật kỹ những gì bác nói. Nín đi cô, nín đi cô, con đừng khóc nữa mà mẹ đau lòng lắm. Nó sao vậy? Dạ, nó sốt mấy ngày nay rồi mà con không có tiền mua thuốc cho nó uống. Tội không, đâu đưa bác coi. Trời đất ơi, không được rồi, thằng nhỏ nóng dữ lắm, phải đưa nó đi khám bác sĩ mới được. Anh Bằng ơi, anh Bằng ơi. Phượng Thi à, anh ở đây nè. Dạ xin lỗi bác, con không biết nhà đang có khách. À, không sao. Phượng Thi, con tới khám giùm đứa bé này đi, nó đang nóng dữ lắm. Dạ. Chết rồi, sốt cao lắm, phải đưa cháu đến bệnh viện ngay. Dạ, chào bác sĩ. Chào chị. Dạ, xin bác sĩ cho biết con tôi mắc bệnh gì vậy bác sĩ? À, qua các xét nghiệm và theo dõi triệu chứng lâm sàng, có thể chẩn đoán là cháu bị sốt xuất huyết đó chị. À, sốt xuất huyết? Vậy con tôi có sao không bác sĩ? À, tuy phát hiện hơi trễ, nhưng tôi đã làm mọi cách để cứu cháu. Và bây giờ cháu đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng cần nằm viện vài ngày nữa để theo dõi xem bệnh có diễn biến gì không. Bác sĩ ơi, nhưng tôi không có tiền. À, vậy ba đứa bé đâu chị? Dạ, ảnh đi làm ăn xa chưa về. Vậy hả? À, thôi được, chị cứ để cháu nằm ở đây điều trị. À, để khi nào cháu hết bệnh rồi sẽ tính sao chị ha. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ là ân nhân cứu sống con tôi. Vậy mà... Vậy mà như thế nào? Bác sĩ đâu có biết, tôi là một kẻ chẳng ra gì hết. Dù chị là người như thế nào, khi lâm bệnh tôi vẫn chữa trị tận tình, vì đó là bổn phận của người thầy thuốc mà. Trời ơi, tình cảnh này tôi biết phải làm sao đây? Chị không phải làm gì hết, mà chỉ cần chăm sóc cho cháu mau lành bệnh. Bây giờ tôi đi lấy thuốc cho cháu. Là tao đây nè, con quỷ cái. Tại sao mày không lấy tiền đem về cho tao, làm cho tao mất công chờ đợi. Phải tới nhà thằng Bằng để hỏi thăm mới biết là mày ở đây. Tạ
tại con tôi đau nên tôi phải đưa vào bệnh viện. Nếu không nhờ bác sĩ Phương Thi thì thằng nhỏ khó vượt qua. Tôi láo, con nít nóng vài ngày đó là chuyện bình thường thôi. Con bị sốt xuất huyết mà anh nói bình thường thật chẳng có lương tâm mà. Nhưng mà tao nói nó không sao thì mày phải tin như vậy. Còn bây giờ mày phải nhanh tay lấy 30 triệu về cho tao. Tôi đã đòi số tiền đó nhưng họ chưa chịu đưa. Tại sao vậy? Họ ra điều kiện nếu tôi nhận tiền phải giao đứa nhỏ cho họ nên tôi không chịu. Trời ơi là trời, chưa thấy ai mà ngu như mày. Tại sao mày không giao thằng nhỏ cho cha của nó để lấy tiền cho tao? Con tôi nuôi, tôi không giao cho ai hết. Nhưng mà tao bảo mày phải giao cho họ. Không bao giờ. Nữa, cái nữa, mày cái là tao giận à. Mà tao giận cái là tao đánh mày à. Trời ơi, tao nói mày giao thằng nhỏ lấy tiền, tao ăn không được tao cũng quậy cho tàn nát hết. Mày chọc tao giận hoài. Trời ơi, tao khổ quá, tao giận là tao quánh nữa nè. Anh kia. Gì? Ai? Anh là ai mà dám vào đây đánh người chứ? Dạ thưa chị, tôi là anh họ của Lệ Phương. Xin lỗi, dù là anh họ cũng không được quyền hành hung em của mình như vậy. Dạ thưa chị, tại nó không nghe lời, nó cứ quan hệ với thằng Bằng, đi bây giờ nó gánh chịu hậu quả đó chị à. Hậu quả gì? Dạ thưa chị, đứa bé này chính là con của thằng Bằng đó. Là con của anh Bằng? Đúng vậy. Không, tôi không tin. Dạ thưa chị, chị hỏi Lệ Phương biết liền à. Chị nói thật đi, có phải đứa nhỏ này là con của anh Bằng không? Chị nói đi. Phải. Gì? Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Chị Phương, chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh rồi hả? Bác sĩ ơi, tôi có việc quan trọng cần nói với bác sĩ. Không, bây giờ thì tôi không muốn nghe nữa. Phương Thi, sao vậy em? Anh hãy hỏi chị ấy. Có chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Xin lỗi, giữa chúng ta không còn gì để nói. Phượng Thi, Phượng Thi. Trời ơi, tại sao tôi lại nói như vậy? Tại sao vậy? Dừng lại em. Buông ra, anh buông tôi ra. Có việc gì mà em giận anh dữ vậy? Giận? Anh hãy tự hiểu lấy. Quả thật anh không hiểu là tại sao em bảo giữa chúng ta không còn gì để nói. Bởi vì tôi đã nhìn lầm người nên tin tưởng anh đã biết hối cải. Nhưng tôi đâu có ngờ anh lừa dối tôi, khéo vô che hành vi mờ ám. Nên thời gian qua tôi chẳng biết gì, tới bây giờ thì tôi mới hiểu. Phượng Thi ơi, anh gian xin em, có việc gì em nên nói rõ. Anh không phải là kẻ dối lừa hay làm điều gì mà em cho là mờ ám. Nếu vậy thì anh hãy thú thật đi, anh với Lệ Phương có quan hệ gì? Lệ Phương? Anh với cô ta tuy có chút giao tình nhưng đã là dí dáng từ lâu, và đó chỉ là khoảnh khắc đam mê.
chứ không phải tình yêu chân thành. Xin em hãy thấu hiểu cho anh. Tôi cố hiểu anh và đã dành cho anh cơ hội, nhưng tôi nhận được gì ngoài việc bị anh đáp trả bằng sự gian dối? Anh không gian dối và chẳng làm gì để có thể bị em kết tội. Chẳng lẽ anh chối nhận những gì không hay mà anh đã làm? Anh đã thú nhận tất cả, và từ ngày bị tai nạn đến nay anh không làm điều chi mờ ám. Nhưng anh đã che giấu hậu quả không hay của những tháng ngày rong chơi và ngoảnh mặt quay lưng không dám nhận lấy trách nhiệm. Hậu quả gì? Trách nhiệm gì? Đó là sự kết tinh của một cuộc tình và trách nhiệm của một người làm cha. Anh không hiểu em muốn nói gì. Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Chính anh của Lệ Phương và Lệ Phương đã khẳng định đứa bé đó là con của anh. Không đúng. Họ dựng lên sự việc quan đường đó chỉ để tống tiền anh thôi. Tống tiền anh? Phải. Tống tiền anh hay là để tống tiền tình tôi đi vào coi chết. Quan hệ của chúng mình tới đây là hết. Vì kể từ hôm nay chúng ta sẽ chia tay mỗi đứa một con đường. Đường anh đi, đường tôi bước chẳng chấn dương gì. Bởi đến khi lòng tin đã mất thì mình đâu còn gì để nói với nhau. Cho dù anh có cố biện minh, nhưng làm sao tôi hiểu đâu là sự thật khi hậu quả chua cay đã bày ra trước mắt. Ta hãy tha từ nhau để chấm dứt một cuộc tình. Nhưng ân tình của chúng mình dần mãi thắm tươi. Xin em đừng nói tiếng tạ từ nhau. Anh không bao giờ lừa dối em đâu. Anh bị hàm quan nhưng tình ngay lý gian khó thể phân bài. Anh mong em bình tâm suy xét, đừng để duyên mình phải gian dở. Sầu khô hôn lấy của mình tôi xin hủy bỏ, và tôi sẽ hoàn trả cả tờ hôn. Không, Phượng Thi ơi, anh xin em đừng làm như vậy. Rất tiếc, tôi không còn cách nào khác. Phượng Thi. Alo. Dạ, cháu là Vĩnh Bằng. Xin bác làm ơn cho cháu gặp Phượng Thi. Bác ơi, cháu gian bác, xin bác đừng cúp máy. Cháu đau khổ lắm, xin bác thương tình cho cháu nói chuyện với Phượng Thi. Alo.
Lệ Phương, Lệ Phương đâu? Dạ. À, anh gọi em hả? Chẳng lẽ tôi gọi tôi? Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh muốn nói gì với em vậy? Cô dư biết tôi muốn nói gì với cô rồi mà. Lệ Phương ơi là Lệ Phương, dù sao thì tôi với cô cũng đã trải qua những ngày tháng bên nhau. Tuy đã chia tay, nhưng chắc cũng còn sót lại một chút nghĩa tình. Tại sao cô nỡ vô không tôi? Để tấm tiền tôi tới 30 triệu đồng, vì cô quá tham lam mà đã bán rẻ tôi. Cô làm cho Phượng Thi hiểu lầm tôi và quyết tâm hủy bỏ duyên lành. Tất cả vỡ tan rồi, tôi chỉ còn lại nỗi đau thôi. Thật ra thì em có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, chứ em đâu có đành lòng hai người từng thương em. Cô im đi, cô có nói gì thì chuyện không hay cũng xảy ra rồi. Tôi hối tiếc trọn đời vì đã làm khổ Phương Thi. Em xin lỗi. Cô đã hủy hoại hết tất cả ước mơ và hạnh phúc của tôi. Rồi bây giờ cô nói xin lỗi là có thể bù đắp được sự mất mát của tôi sao? Ngoài việc xin lỗi ra, em đâu biết phải làm gì. Cô có thể làm được một việc. Việc gì vậy anh? Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Anh đuổi em hả? Phải, tôi đuổi cô đó. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi. Anh cho em ở thêm vài ngày có được không anh? Không được, cô phải đi trước khi mẹ tôi về. Nhưng mà... Sao? Không có lộ phí hả? Cầm lấy đi. Anh đuổi thì em đi, nhưng em không lấy tiền của anh đâu. Để em vào bồng con đi. Có chuyện gì vậy? Dạ, dạ không có gì. Dạ. Thằng nhỏ đâu? Dạ, nó đang ngủ. Bằng à? Dạ. Mẹ lãnh tiền ngân hàng cho con trả tiền nhập hàng đi. Bao nhiêu vậy mẹ? 40 triệu. Mẹ cất giùm con đi, sáng mai con lấy rồi đem giao cho người ta luôn. À, thôi được, để mẹ tạm cất trong tủ của mẹ. Alo. Được, tôi và mẹ tôi sẽ tới ngay. Mẹ ơi, có một khách hàng người Nhật đến công ty để bàn việc nhập một số mặt hàng của mình. Được rồi, mẹ sẽ xuống ngay. Đi, mình đi con. Dạ. Mình đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, ở đây không được mà về nhà thì bị Tân Thắng hành hạ. Nếu chị nhận 30 triệu để đưa cho nó thì mình sẽ mất con, là điều mình không thể chấp nhận được. Làm sao bây giờ? Mình phải tìm mọi cách đánh cắp số tiền đó rồi ẩn con đi trốn đi, là mọi việc sẽ ổn thỏa. May quá mà ta bỏ quên chìa khóa.
gói gì vậy? Trời ơi, sao mày dám ăn cắp tiền của tao? Con quỷ! Bằng! Bằng ơi! Lên đi cho mau! Thật là ngươi ăn tay áo mà. Nhờ bỏ quên sao chìa khóa, trở về mới biết lòng dạ của mày. Có chuyện gì vậy mẹ? Nó lấy trộm bọc tiền mà mẹ vừa lãnh ở ngân hàng về nè. Lệ Phương, cô có còn là con người hay không? Tại sao chuyện động trời nào cô cũng dám làm hết vậy? Đó là tại vì không cần nói gì hết, bỏ cuốn sách đi. Mẹ ơi, dù sao thì tiền cũng không mất. Hay là mình bỏ qua đi, có được không mẹ? Không được, báo cảnh sát ngay đi. Dạ, nhưng mà... Con biết đừng có nói gì hết á, làm theo lời mẹ đi. Dạ, xin lỗi bác, vì con không thấy ai ở trong nhà hết và nghe tiếng nói ở ngoài này nên con mới ra đây. Dạ, có chuyện gì vậy bác? À, không có chuyện gì, chỉ là chuyện ăn cắp giặt thôi. Con tới có chuyện gì vậy? Dạ, con có chuyện rất quan trọng cần thưa với bác. Chuyện gì vậy con? Dạ thưa bác, sau khi được ba con cho phép, con tới đây để xin hoàn trả tờ hôn. Vì chuyện xảy ra chắc bác đã biết rồi, con không thể nào chấp nhận cuộc tình duyên. Dù chuyện không hay đã lỡ xảy ra, nhưng bác xin con tha thứ cho thằng bằng. Bác sẽ thu xếp việc này êm xuôi. Hôm lễ hai con sẽ được cử hành, tất cả lụy phiền rồi sẽ trôi qua. Dạ, xin lỗi bác, những lụy phiền anh Bằng gây ra con đã nhắm mắt bỏ qua một lần, nhưng lần này thì không thể được vì nó có liên quan đến lương tâm và trách nhiệm. Anh bị người ta vu khống chứ anh làm gì trái với lương tâm để phải nhận lấy trách nhiệm. Xin em hãy tin anh mà. Tôi đã làm tin nên rất sợ, sợ phải đối diện với sự dối trá. Không bao giờ có sự dối trá. Xin em hãy nghe anh nói. Đừng, đừng nói gì hết. Chuyện của chúng ta tới đây là chấm dứt. Tờ hứa hôn đây, tôi xin trả lại. Con chào bác. Bác sĩ, bác sĩ, xin hãy ở lại. Cô còn muốn nói gì nữa? Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ. Đến giờ phút này tôi không muốn nghe gì nói thêm gì nữa hết. Bác sĩ, bác sĩ phải nghe, vì đó là một bí mật mà từ lâu tôi giấu kín. Có một bí mật rất quan trọng, là chuyện của đứa bé thì chị đã nói ra rồi. Bây giờ thì đâu còn bí ẩn nào mà tôi phải nghe nữa. Trước hết tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe về nỗi bất hạnh của một cô gái quê nghèo khổ. Không liên quan tới tôi. Rất có liên quan, vì nó là điểm khởi đầu của một bi kịch mà nếu không kể ra thì không thể nào làm sáng tỏ một sự thật đang bị khuất lấp. Được rồi, chị nói đi, tôi nghe đây. Bác sĩ ơi, vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên cô gái đó đã lên Sài Gòn tìm việc làm, nhưng bị một tên ma cô làm nhục. Cho tới nay cô ta luôn bị hành hạ và bị bắt buộc bán thân cho hắn lấy tiền. Để thỏa mãn
kiếm, nếu không kiếm được tiền cô ta bị hành hung. Thời gian cứ trôi qua mà cô ta không thể thoát ra khỏi bàn tay của gã côn đồ, nên bị giác kiệt xác thân. Muốn dập mặt nó thì sợ bị trả thù, nên bao tháng năm dài phải chịu tủi nhục triền miên. Cho dù đây là câu chuyện ca thương tâm làm người ta mỏi lòng, nhưng chỉ có dùng ý gì mà lại kể ra đây? Tôi muốn nói cho mọi người biết, cô gái đó là tôi, còn gã côn đồ là Tinh Thắng. Kẻ đã hâm dọa sẽ hãm hại mẹ con tôi và cả gia đình tôi nếu tôi không giúp hắn thực hiện một âm mưu. Âm mưu gì? Đổi trắng thay đen, làm cho người chân thật bị hiểu lầm là kẻ gian dối. Người đó là ai? Vĩnh Bằng. Chị nói vậy là sao? Tôi muốn nói đứa bé đó không phải là con của anh Bằng, mà là con của Tinh Thắng. Chị đừng nói dối. Lúc ở bệnh viện chính chị xác định nói là con của anh Bằng. Tôi bị Tinh Thắng làm áp lực nên phải nói sai sự thật. Chứ đứa nhỏ là con của ai, chỉ có tôi là người biết rõ, nên phải bày tỏ để giải tỏa quan tình. Tôi xin thề chẳng dám nói sai, xin bác sĩ đừng hủy bỏ duyên lành. Cuối cùng thì cô cũng nói ra sự thật, chứ tôi có nói cũng chẳng ai tin nửa lời. Đây là chuyện liên quan đến số phận con người, nếu cô gian dối sẽ khổ cho cháu tôi. Xin bác tin rằng đây là sự thật, cháu đã dối bác chỉ để tống tiền, nhưng hôm nay cháu lật ngửa cây bài để cho anh Bằng khỏi bị hàm quan. Nhưng sao tôi có cảm giác như chị là một phạm nhân đang phản cung và cố tình bóp méo sự thật để mà chạy tội? Bác sĩ, sao bác sĩ nghĩ như vậy? Người ta thường nói hôm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Lẽ nào Tên Thắng chối nhận con mình và dùng nó làm công cụ để tống tiền tình địch chứ? Vì bác sĩ là người nhân hậu, nên bác sĩ đâu có ngờ tên ma cô đó có thể làm tất cả những việc bạo ác để có tiền hút sách. Hơn nữa, đó là kẻ đê hèn, chẳng bao giờ dám nhận trách nhiệm làm cha. Vậy còn tôi? Tôi có trách nhiệm gì mà cô bắt tôi phải nhận trách nhiệm làm cha đứa bé chứ? Xin lỗi anh, chỉ tại Tên Thắng buộc em vô khống anh để làm tiền anh thôi. Thì tôi đã bằng lòng đưa cho cô 30 triệu rồi. Nhưng bác nhất quyết bắt đứa nhỏ, nên con không thể nào chấp nhận, vì nó không phải là con của anh Bằng. Vì vậy, con định lấy trộm số tiền đó đưa cho Tinh Thắng để đổi lấy sự an toàn cho đứa con. Rồi sau đó, con sẽ đem con về quê, dù phải sống đời cùng khổ. Nhưng việc làm xấu xa bị bại lộ, nên con phải nói thật để cứu vãn cuộc hôn nhân của anh Bằng với bác sĩ Phượng Thi. Còn bây giờ, xin các người hãy bắt tôi giao cho cảnh sát đi. Tôi sẵn sàng nhận hết tội lỗi của mình. Thôi, chị hãy đứng lên đi. Không, bác sĩ, xin bác sĩ đừng thương hại tôi và đừng tha thứ cho tôi, vì tôi là kẻ không đáng được tha thứ. Chị đừng mặc cảm. Vì công bằng mà nói thì chị chỉ là nạn nhân, chứ đâu phải là chánh phạm. Nhưng tôi là kẻ không tình không cảm, nên đã lấy oán trả ơn. Chỉ vì sự an nguy của bản thân mà làm liên lụy đến bao
sĩ cứu con tôi, nhưng tôi đang tâm làm tan vỡ hiền lành. Anh Bằng là người từng cứu mang giúp đỡ, vậy mà tôi nỡ làm cho anh ấy khổ đau. Còn bác là người đã xót thương con nên cho phép con vào nhà nương náu. Nhưng con mang tâm lấy tiền của bác, con đã đánh mất lương tri của một con. Đầu thì con biết tình cảnh của con, bác giận con lắm nên đã lỡ tay đánh con. Bây giờ hiểu ra rồi, bác không còn giận con nữa mà bác thương con. Thôi thì tất cả hãy bỏ qua đi, bác không chấp nhất con đâu. Xin mọi người đừng ban cho tôi vòng tay nhân ai, vì tôi tự dấn thân vào chốn tù đài. Bao nhiêu năm dài trao thân cho quỷ dữ, ngập lặng giữa dòng đen tối phù vô. Đến giây phút này thì tất cả đã xả tan, tôi chẳng còn gì để mang đi bằng. Chỉ còn lại xác thân tội lỗi, nhưng tôi bán nhiều lần đến tàn tạ xác xơ. Tôi đã cố ngoi lên để thoát cảnh bùng nhơ, nhưng càng dùng giấy lại càng lún sâu vào vực thầm. Nay tôi cam tâm đáp đền tội lỗi, để có lúc nghĩ suy mà làm lại cuộc đời. Trong cuộc sống ai ai cũng có những nỗi đau, nhưng tôi không ngờ nỗi đau của chị thật là to lớn. Dù là bác sĩ, tôi cũng không biết dùng thứ thuốc nào để xoa dịu niềm đau cho chị. Cảm ơn bác sĩ đã an ủi, nhưng nỗi đau của kẻ xấu số này biết cỡ nào nguôi. Lệ Phương ơi, anh khuyên em hãy làm người dũng cảm và mạnh dạn đứng lên để đối mặt với cuộc đời. Đừng như bao nhiêu năm em đã cam tâm sống kiếp âm thầm. Dù đường em đi có nhiều nghiệt ngã, nhưng anh tin rằng em sẽ vượt qua. Hãy sớm quên đi những nỗi xót xa mà em trót dương mang trong những ngày phiêu bạc. Dù ở nơi đâu anh cũng thầm mong nghi ước em tìm được niềm vui trong suốt cả cuộc đời. Vậy là anh cũng tha thứ cho em. Anh chỉ nhớ chuyện hôm nay, còn những gì xảy ra hôm qua anh đã quên hết rồi. Cảm ơn anh. Em biết em làm sai nhiều lắm. Em sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, và em tin chắc là em sẽ làm được. Cảm ơn mọi người đã mang cho Lệ Phương tấm lòng độ lượng. Còn bây giờ xin hãy báo cảnh sát đến bắt Lệ Phương đi. Lệ Phương, báo cảnh sát bắt con thì lấy ai chăm sóc cho thằng nhỏ? Nhưng con tệ bạc quá, con không xứng đáng được mọi người đối xử tốt như vậy đâu. Con à, biết sửa sai đã là người tốt, đừng băn khoăn nữa, hãy vào ẵm con của con mà về đi. Bác à, con về mà không có tiền thì sẽ bị tên Thắng làm hại đó. Em sợ kẻ ác làm hại, vậy em có dám đối mặt với nó không? Em sẵn sàng. Được, để anh giúp cho em. Hôm qua tên Thắng bị bắt vì đã tàng trữ ma túy, cũng là ngày Lệ Phương thoát khỏi áp bức của tên bất lương. Vậy Phương về quê hãy ráng nuôi con và dạy dỗ cho cháu nên người nha.
Tôi vốn xuất thân từ gia đình nghèo khổ, nên việc cực nhọc nào tôi cũng làm được. Chẳng hạn như đi làm thuê, làm đồng, cắt cỏ mướn, lượm phân trâu bò đem bán, cũng có thể kiếm tiền nuôi con. Có chết tôi cũng không trở lại đường cũ. Anh rất mừng vì em có quyết tâm như vậy. Lệ Phương, đây là chút ít tiền bác lì xì cho con. Con hãy để dành hộ thân hoặc làm vốn buôn bán nha. Bác, xin bác đừng cho con tiền, con không dám nhận đâu. Kìa, sao vậy con? Con ghi nên tội lỗi tài trời. Bác với anh Bằng và bác sĩ Phượng Thi đã không bắt tội, lại còn giúp con rời xa bóng tối. Đó là cái ơn quá to lớn mà suốt đời này con phải giữ mang. Nhưng không mong có ngày đền trả. Nếu bây giờ con thọ ơn nữa thì đến kiếp nào con mới trả được đây. Ơn nghĩa gì đâu mà con băn khoăn, cho vướng bận trong lòng. Người ta giúp nhau đâu mong đền. Đừng nói gì thêm mà hãy nhận đi cho má anh vui lòng. Vì sao bao năm lăn lóc giữa bụi hồng, chắc em chẳng còn chi ngoài nỗi giữ số tiền để lo lắng cho đứa con. Em xin khấn ghi nghĩa tình sâu nặng, dầu gian khổ bao nhiêu em cũng cam lòng nuôi dạy đứa. Vậy thì hay lắm. À chị à, tôi có bọc thuốc này tặng cho chị. Đây là những thứ thuốc thông thường rất cần cho cháu bé. Cách sử dụng tôi đã ghi ở bên trong. À, xin chị hãy nhận lấy. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. À, đã tới giờ xe chạy. Tôi xin tạm biệt mọi người để trở về quê. Sóng gió đã qua, vậy bây giờ hai con tính sao đây? Dạ, con chỉ còn biết xin lỗi bác và mong anh Bằng cho con nhận lại tờ hứa hôn. Chẳng những tờ hứa hôn mà anh còn giao cho em cả cuộc đời của anh nữa. Em có nhận không hả Phượng Thi? Em sẽ nhận nếu bác cho phép. Tất nhiên là mẹ cho phép rồi. Hai con ơi, mẹ mừng quá. Bây giờ mình phải về để cùng nhau đi phát thiệp mời cho kịp ngày cử hành hôn lễ. Đi các con. Dạ. Dạ.
trôi âm thầm người mang niềm nhẹ đêm sầu vườn hồng này vắng em và một chiều kia anh đã có em những gì còn hồng cho em đường vào tình yêu mênh mang sâu xa dịu hiền nồng ấm như đôi tim nga tình yêu gọi mãi tiếng ru náo lòng lúc đông về gió vẫn răng xe mặt rừng sầu nhiên lòng rừng sớm trôi đi bao năm tình đời ngàn kiếp vẫn mãi thắm sáng biển sông gành đá hay trên núi đồi mãi yêu người hay đến với nhau dù